Hello, hello guys. Hello Bích Nga. Hello Mai Hương, hello Hello Nguyệt nha. Hello Quỳnh. Hello, hello Trà Hân, hello Kim Trinh, wow cô gái, hello Hà Ngọc, hello nha. Để cô xem nào, có bao nhiêu bạn đang vào rồi đây? Ôn thì anh ngồi học nhà sao? Ok, let's see. Hello Bích Thảo, hello chị Hiếu, hello. Hello cô, hello Kim Lên nha. Hello Phượng nha. Hello Văn Đình Thái nha, Nhã Chân. Hello Nhã Chân. Vào nha. Hello Hùng Tuyến Noto nha. Mọi người nhanh chóng tắt mọi người, các bạn vào nha để cô trò mình gọi là chiến đấu với bài ngày hôm nay. Bài hôm nay có thật là nó cũng hơi dài một tí đấy nhá. Nhưng mà yên tâm đi, toàn những ngữ pháp mà chúng mình cũng khá là quen thuộc rồi nhá. Động lực to lớn. Hello mọi người, hello Phương Thảo, trời ơi, từ thôi nhá, chúng mình vẫn còn thời gian mà, thì cứ chịu khó là theo dõi livestream này để liên tục học tập với nhau nhá, để cải thiện được dần dần. Ok, hello Bích Thảo, Nguyễn Mân nha, hello Nhân Lê, hello Quỳnh Thư này, con cơm rồi. Hello Quang Minh nhá. Hello Quang Thắng này, hello Mai Như Thử à, wow, cố lên nhá, làm bài cẩn thận đó cô, cố lên nhá. Hello Thùy Trang, hello Mai Quỳnh này, bé Châu này, Bích Nga này, ok mọi người ơi, tắt các bạn vào nhá, để con nhắn một cái nào, chúng mình cùng check in một ở trong nhóm Zalo để mọi người cùng vào. Ok, check in một kiểu ảnh nào. Ok. Rồi, ok, đã nhắc trong nhóm rồi nhá. Hello guys, hello Nguyễn Oanh, Ánh Dương này, Hải Ngọc này, Linh Linh này, Trà Hân. Ánh Dương, ok, hello, hello Lăng Dương nha, hello Ngọc, Ngọc nha. Ok, hello Bích Nga này, nhà Hậu Phước ở này. Tôi đây bài, wow, đôi bạn cùng tiến đúng không? Là học và gọi nhau vào đúng không? Võ Du Dẫn này, mạng của em cá mập cắn mất rồi. Em cũng nghĩ là nó cũng cắn nhiều người lắm. Dẫn ạ. Ok, hello. Hello, hello Trung Lan Phương, hello Hoài Thương nha, hello Thảo Nguyên. Hello Hồng Sang. Hello mọi người ơi, nhanh chóng tắt mọi người vào nhá, các bạn vào nhá. Ok. Đợi mọi người vào một tí rồi cô trò mình bắt đầu nhá. Rồi để xem nào. Tối nay hình như live bị lag à? Mọi người ơi, mọi người thấy live của cô bị lag không? Mọi người xem giúp cô xem có bị lag không mọi nhá. Hoàng Lịch này, hello Hoàng Lịch, hello Linh Linh. Mọi người xem của cô nhá, xem là có bị lag không nhá. Có bị lag không nhờ? Hello bé Bunny nha. Học đây bạn Ui. Hello. Mọi người ơi, mọi người xem thử xem là cô bị lag không mọi người ơi. Xem thử có bị lag không nhá. Lâu lâu bị tắt tiếng à? Mọi người có bị tình trạng như vậy không mọi người ơi? Hoàng Quân nữa này. Cũng hơi lag à? Dạ có mất tiếng cu ơi. Chết rồi. Bị lag à? Ok, có nhóm Zalo rồi nhá, Minh Thư nhá.
Mọi người đợi một tí, tại thời điểm này thì nó cũng chung là mạng thì nó không ổn định lắm ý. Mặc dù là mấy hôm nay thì cô cũng có gọi bên nhà mạng rồi, nhưng mà cái tình trạng mạng thì nó bảo là tình trạng chung rồi, nên mọi người thông cảm với cô nhé. Đấy, thì yên tâm rằng là bộ kiến thức thì cô sẽ cố gắng lặp đi lặp lại mấy lần liền, để những cái thời điểm bị lag thì sẽ có những lúc mà không lag mà kịp nghe kịp chép nhá, cứ yên tâm nha. Ok rồi. Phương này, ok, Nguyễn Ngọc này, yeah, hello, chưa trễ đâu nhá, in bốn nhé, cô cho em in tư được không, in tư, hello Kỳ Duyên, yeah, hello Mai Quỳnh, cô biết là thi thoảng sẽ hơi bị lag một tí, nhưng mà như kiểu là bạn Duẫn nói ở trên ấy, là thi thoảng cái mạng của chúng mình sẽ bị lag, thời điểm này thì nó hơi bị gọi là cái tình trạng chung rồi, thì mọi người thông cảm cho cô nhá, đấy, thì có thể một kiến thức thì cô sẽ nhắc lại, nhắc lại khoảng tầm từ 2 đến 3 lần để mọi người may rủi để lúc nào bị lag thì không nghe được, chúng mình còn phần thì sau cũng để nghe lại nhá. Bên cạnh đó thì chúng mình sẽ có một cái nữa, đó chính là cô cũng sẽ show cái slide trên bảng nữa, mọi người kết hợp nhé, vừa nghe này vừa nhìn này vừa comment cho cô luôn nhá. Ok thank you Quỳ Duyên, im tim cũng được cô ơi. Hello mọi người, hello Doãn Quang này, tên tên của bạn này thì là tiếng Trung Quốc hay tiếng gì cô không đọc được. In tư nha. Hello Ngọc nha. Hello Pena. Ok rồi, wow, hai mọi người vào đông quá này. Mọi người nhá, nhanh chóng nào, tag nhớ cô là khi vào ấy thì tag 5 người bạn là cô này, cũng như là like và share thả tim cho cô nhá. Hello Trần Nguyên. Đấy, để có gì là chúng mình sẽ nhanh chóng bắt đầu buổi học nha. Cô mọi người. Alo. Ok, cô xin nhận Trần. Ô, cô bị đứng hình thành nhân. Chết rồi, không biết đứng hình ở đây. Đứng hình trong một sinh không? Chết rồi. Để xem lại nào. Bạn vào chưa này, ok. Cho Bảo Ngọc mọi người ơi, nhanh chóng tắt bạn bè vào cho cô nhá. Ok, và nhớ like thả tim cho cô nhá. Để xem nào. 5 người bạn cô này cũng như bạn. Ok, cô thấy rằng là nó đỡ lag đúng không? Cô đang xem trên điện thoại thì ô không lag lắm này. Nó vẫn đang gọi là di chuyển đều đều. Mong lúc nào mới đứng hình, không đứng hình đúng lúc đang há mồm nhắm mắt. Để giữ mãi hình tượng đẹp đẽ cho mọi người. Ok, chưa bạn Đan Đoàn này. Ok, bạn vào chưa mọi người? Hello Thu Quỳnh. Hello Trà Vi nhá. Alo. Mọi người nghe rõ cô nói chưa? Alo, cô sẽ còn nói thật to nhé để mọi người nghe cho kỹ này, với cả là sẽ lặp đi lặp lại, lúc nào nghe bị tịt tiếng thì có cái nghe lại nhé. Ok, hello, hello Hồng Sang nhá, hello Hải Dương, rồi wow, ok. Yes, ok mọi người ơi, nhanh chóng nhá, sao mạng cô kém vậy, chết rồi, hôm nay mạng kém à, để cô xem thử nhá. Cô thấy rằng khi mà cô xem ở trên cái màn hình này của cô, điện thoại của cô thì nó cũng bình thường ấy, không bị làm sao cả. Hiện tại cô xem trên màn hình trên điện thoại của cô thì không sao cả. Trời ơi, mọi người có nhiều người bị như vậy không? Ok. Cô xinh quá, trời ơi ngại thế, không biết nữa, đỏ hết cả mặt này, không biết mọi người nhìn thấy cô đỏ mặt không? Ok rồi, thế thì có thể là do đường truyền mạng của tùy tùy mọi người đấy, tại vì rằng là cô cũng có check lại với cả bên, ok, để cô nói to hơn một tí nhá, để mọi người nghe cho rõ, có thể là từ nãy đến giờ cô nói hơi bé, thì có gì mọi người sẽ nghe lại nha, đó. Thì có thể là ngày hôm nay thì là mạng nó hơi kém một tí, nhưng mà cô sẽ cố gắng là lặp đi lặp lại cái thông tin để mọi người nghe cho rõ nhá. Đó, ok rồi. IELTS 5.0 có khó không? Em bị yếu ngữ pháp, từ vựng và em biết phát âm chút chút. Ok rồi, cô đồng ý câu trả lời này nhá. Và trong lúc mà mọi người đang kiểu như là cũng đang vào dần dần ý, thì cô có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ này. Đó chính là... nếu các bạn mà đã theo dõi những cái lịch trình livestream của cô này, đó những nội dung mình sẽ được nghe trong buổi livestream này, thì mọi người thấy rằng là nhá, đôi khi cô ơi, cô kiến thức này em cảm thấy là quá đơn giản rồi cô ạ. Đấy, tại sao cô dạy là nữ làm cái gì?
Tại vì là kiến thức này thời điểm này khi lớp 12 rồi cô mà dạy lần nữa thì nói chung là thừa thãi quá, tại vì dù sao lớp 12 rồi em cũng đã có sự chuẩn bị cho riêng mình rồi đúng không nào. Đó, nhưng mà các bạn ơi nhớ cái kiến thức này này từ nãy có cô đọc của bạn bạn cô thấy bạn Lê Lê An bạn ấy bảo rằng là kiểu như là em thấy IELTS không biết khó không đấy, và em bị yếu phần ngữ pháp và từ vựng và em biết một phần chút chút, nhưng mà khi mà nghe đến cụm từ chút chút này này thì cô hơi lo lắng nhất đó. Nếu như bạn cô không bảo là bạn An là bạn kiểu như là bạn thì kém hay như nào, không thể nói như vậy nhá, hay các bạn cảm thấy bạn kém, nhưng mà chúng mình cần biết này, đó chính là khi thi nhất là những kỳ thi quan trọng ấy đó, thì những cái gì chúng ta cho rằng một chút chút ấy là một cái không hề đủ một tí nào các bạn ơi nhá, không hề đủ một tí nào đâu mọi người nha. Đó, và thà rằng chúng ta không biết gì, con tôi không biết gì đi đó, chúng ta đón nhận cái kiến thức với tâm thế không biết gì còn hơn là chúng mình gọi là biết một chút chút đó. Mình thứ nhất nhá, nếu mà bản thân mình không tự tin ý, nhất là kỹ năng speaking ý, thì nên thứ nhất nếu mình cảm thấy là mình ok mình ổn rồi mình biết rồi thì nên tự tin nói rằng ok em có nắm một vài phần phát âm của phần speaking rồi, cũng như là có những chủ điểm nói idea nói sẵn rồi, nhưng mà nếu mà em nói chút chút ý, thì cô cảm thấy bất an hiểu nhầm, cô rất bất an nhé. Đó chính là thứ nhất là mình chưa đủ tự tin này, và kỹ năng nói khi thi cũng là cái mà quan trọng nhất rồi trong bài thi speaking rồi nhá, chưa đủ tự tin ý, là một cái gọi là điểm cực kỳ trừ luôn. Thứ hai là nhá, tình trạng trường hợp thứ hai xảy ra đó chính là mình tưởng rằng mình biết hiểu không nhầm, mình tưởng rằng mình biết đó, nhưng thật ra là cũng có rất nhiều thứ mình học đang gọi là học kiểu như là mình đang có cái phương pháp shadowing, nhưng mà shadowing chưa đúng cách, nghĩa là xem nhiều phim quá khó ở trên mạng hoặc là xem trên TV và mình kiểu như là mình nhại lại cái nhân vật đó, mình nói lại cái nhân vật đó, mình cảm thấy ok ít nhất là mình đang có cái sự cái flow nói rồi, nhưng mà cái cách phát âm chúng ta ấy, chưa thực sự chuẩn. Vì sao chúng ta chưa được gọi là đào tạo bài bản về những cái sự phát âm, nên là bản thân mình đôi khi nhá đó chính là mình tưởng là mình ổn ổn rồi, ok mình chút chút mà mình ổn rồi đấy đó, thì mình không cần học nữa, không phải tâm nữa, nhưng cái vấn đề này làm cho mình đến lệ lụy đó chính là mình vào phòng thi và với tâm thế mơ hồ ok nhỉ. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà cô dạy mọi người từ những cái kiến thức rất cơ bản trở đi ok chưa nhá. Đó chính là ngày hôm nay thì chúng mình cô sẽ nói luôn nhé nội dung này, có thể là bây giờ cũng chưa nhiều bạn vào đâu nhưng mà cô sẽ nói luôn các bạn nhé. Đó chính là ngày hôm nay này cô dạy các bạn chủ yếu phần nội dung đó chính là mình sẽ học liên quan đến bốn thì hiện tại ok nghe đơn giản, cô nghĩ rằng đa số các bạn đây phải đến 80% 85% các bạn đều biết liên quan từ thì hiện tại rồi đúng không nào. Tuy nhiên này những cái mình biết không ấy đó nó không thể mang vào phòng thi được đúng không nào, giống như việc mình có của những mối quan hệ với anh này đó, cô ơi cô em biết anh này anh kia đấy, anh ấy làm to lắm cô ạ ấy, hoặc là anh ấy là gọi như là vào ở cán bộ trường đấy đó, thì em biết anh này nhưng mà cái mối quan hệ đó không mang cho em vào cái trường đại học được, không bế em vào trường đại học được đúng không nhờ, cái em thực sự sở hữu không đó. Tương tự những kiến thức cũng thế nhá, tức là mình phải thực sự sở hữu kiến thức đó thì mình mang phòng thi được, chứ nếu không mình chỉ biết là thôi đó, mình biết những cái thứ như vậy nhá thì chưa chắc mình cần sử dụng nó được. Bây giờ vì tiếng Anh là một ngôn ngữ và chúng mình cần sở hữu nó và sử dụng tiếng Anh chứ không phải mình biết tiếng Anh ok, biết không thôi chưa đủ nhá, mình còn làm chủ nữa cơ, làm vấn đề hoàn toàn khác đó. Về nhiệm vụ ngày hôm nay cô ở đây để có thể cho các bạn làm rõ được rằng ok những điểm khác nhau này, cách sử dụng làm thế nào linh hoạt nhất và thực tế nhất trong bài thi ok chưa nhá. Đó, và thường cái thi hiện tại này của cô này thì cô sẽ chia làm hai buổi, buổi một ngày hôm nay cô trò mình sẽ làm rõ cái nhiều nhiệm vụ của mỗi thi như thế nào ok, và mình sẽ gặp nó ở những trường hợp nào nhớ đó ok. Tiếp theo đến buổi đến thứ hai tuần sau ấy thì cô trò mình sẽ đi thẳng vào phần luyện đề, nên là đôi khi nhá có thể buổi hôm nay các bạn xem mẫu cô nhớ là buổi đầu tiên có bạn hỏi cô là ơ eo lớp 12 mà dễ thế hả cô đấy, tuy nhiên rằng là nhớ thì các bạn đã biết rồi ấy. Đấy cái ví dụ cô đưa ra ấy, cô đồng ý các bạn biết nhá đó, nhưng mà chưa chắc 100% các bạn đã 100% tất cả mọi người đây đã có thể gọi là làm chủ nó và đem vào thi được, cũng như là buổi trước đó mình đi học ngữ âm đấy, mình đi kiểm tra bài ngữ âm đó 50 câu đó à 34 câu cô nhầm 34 câu thôi, nhưng mà chỉ cần áp dụng thời gian một tí thôi là bản thân mình sai những cái lỗi rất thật nhỏ thôi, mặc dù cái kiến thức đó mình vừa được học xong nhá đó, vừa hai buổi trước là chúng mình vừa đỗ một cô rồi đấy mà chúng mình vẫn nhầm vẫn sai như vậy hiểu không nhở. Nên cái việc mà chúng mình cảm thấy mình biết nhá là chưa đủ, chúng mình phải làm chủ nó mới là chúng mình mới thực sự dám bước vào thi được ok chưa nhá. Nên là cái vấn đề này thì các bạn nên hiểu là kiểu như vì sao mà cô cũng thấy là vì sao mà hôm nay cô có thể dạy các bạn cái kiến thức mà tạm tạm được cho là cơ bản như vậy hiểu không nhỉ nhá, để các bạn làm chủ nó chứ không đơn thuần là biết là như ngày trước nữa ok chưa rồi nhá ok rồi. Cô thấy nhiều nhiều bạn này chí cơ đây rồi ok thank you thì kỳ duyên nhá ơi 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 rồi. Con Siri nó hiểu hello Lê An này chí cơ này ok đó
Ngọc Anh bảo rằng là em mất gốc rồi làm sao để học lại từ cơ bản và học có được nâng cao được không ạ? Nhớ, em không biết phát âm và nghe. Ok, rồi nếu mà hiện tại thời điểm này này thì mình sắp sửa thi đại học ấy, thì mình có thể rằng là mình thực sự có nói luôn nhé, mình cũng chưa thực sự quá cần cái kỹ năng nói, kỹ năng nghe luôn nhá. Nhưng mà cái vấn đề này là chính là dù trước dù sau thôi nhá, không trước thì không sớm thì muộn, mình chắc chắn phải học qua kỹ năng này, ok chưa? Đó thì cái kỹ năng để học kỹ năng thì chúng mình sẽ có rất nhiều trên mạng rồi nhá, có cực kỳ nhiều trên mạng, nói chung là em nghe nhiều anh và học tiếng Anh. Và tuy nhiên rằng nhá, có một cái này cô muốn chia sẻ với các bạn này, đó chính là khi mà học tiếng Anh ấy, đó cô đồng ý với lời khuyên trên mạng là chúng mình hoàn toàn có thể lên trên mạng này cũng như là lên những cái trong phim ảnh ấy để chúng ta có thể kiểu như là học trên đó này, quen kỹ năng nghe đi nhá. Tuy nhiên nhá, có một cái đó chính là bởi vì chúng ta đang chọn sai nội dung, ok chưa? Chọn sai nội dung này và chọn sai level của bản thân hiện tại. Chính vì thế nghe càng nhiều, nghe bao nhiêu như kiểu vịt nghe sấm ấy đó, hiểu không nhỉ? Tại vì sao người nó nói nghe nó nhanh quá và nội dung mình không hứng thú thì làm sao mình học vào được, đúng không nào? Nhớ như kiểu cô này thời điểm bắt đầu nhá, mọi người tin không, là cô bắt đầu xem những bộ phim rất là đơn giản thôi như kiểu Upin and Ipin ấy. Tại vì sao Upin and Ipin là bộ phim của Malaysia đó, thì kiểu như là một đất nước mà ở sẽ nói tiếng Anh chậm hơn, nói chậm hơn và làm cho mình kiểu như với những người beginner ấy, họ sẽ nghe rõ ràng hơn và từ đó mình sẽ xây cái build, mình sẽ xây những cái bước gốc của mình dần dần lên dần dần và thói quen nói dần dần lên đó. Mình nhớ nhá, đầu tiên này, khi mà chọn bất kỳ một tài liệu nghe này và nói ở trên mạng nào đó mình muốn học theo ấy, thì nên nhớ nhá, chọn theo sở thích này. Ví dụ như cô này ban đầu thích hoạt hình thì cô chọn Upin and Ipin, nhưng về sau khi lớn lên ấy, đến độ tuổi teen chẳng hạn đó, thì cô bắt đầu chuyển sang phim như kiểu là mình học xem video của những beauty blogger chẳng hạn đấy. Thì những kỹ năng như vậy thì mình nên chọn xem là sở thích mình là gì, và khi học như vậy cũng cảm thấy rất là vui và rất là vào luôn. Tại vì ngay lập tức sau đó thì cô sờ với những cái mỹ phẩm của cô này hay những cái mà cô đang tìm hiểu bên ngoài, cô làm ok mình biết tên nó là gì, tên anh là gì rồi, mình nhớ rất là lâu đó. Nên nhớ nhá, khi mà chọn bất kỳ cái tài liệu nào trên mạng ở thế nào, hay chọn bất kỳ một cái gì mình muốn học ở trên mạng ấy, nên chọn xem level của mình hiện tại đang ở đâu, ok có thực sự đang phù hợp với cả cái bộ phim đó hay không, có phụ sự phù hợp với video đó hay không các bạn nhá. Đó còn để chi gọi là lấn chiếm giờ học của chúng ta rồi thì chúng mình sẽ nhanh chóng để bắt đầu buổi hôm nay nhá. Rồi ok, vậy thì bây giờ nhá, bạn nào đã sẵn sàng học buổi hôm nay rồi thì giơ yes cho cô mọi người nhá, và nhớ rằng là hãy chuẩn bị cho mình một cái bút này, một cuốn vở, ok, để chúng mình nhanh chóng là gì nhỉ, ghi chép trong quá trình học nha. Ok, bạn nào sẵn sàng rồi thì bảo yes cho cô nhé mọi người ơi. Yes or no guys? Rồi khổ thân mấy bạn không nghe thấy gì. Ok, rồi có phim người kêu hai em nó bị ung thư, trời ơi nó là người, nó không phải người thật, nó bị ung thư, trời ơi cô xem thì giật liên hoàn luôn. Mọi người ơi có bị giật không, em nghe nói gì hết mất tiếng. Ok có nhiều bạn thì vẫn nghe bình thường nhá, có nhiều bạn thì bị này. Ok cô thấy ở đây là cô thấy là chắc chắn là những bạn như Nhã Chân này, Duẫn này, Hoàng Quân này, Phạm Thủy này, Nhã Chân tiếp này, Nguyệt này, Hoàng Oanh và La Hùng Sang này đó, Mai Phương này, Mai Trâm này đó, ok Ngô Cường, Chu Lan Hương này, Hải Dương và Lê An, nghe hết rồi đúng không? Các bạn khác thì sao mọi người ơi, có nghe tiếng cô nói mọi người ơi, bé Châu cũng xong rồi này, nghe rồi này, các bạn khác thì sao nào, come on nhớ nhá. Ok rồi này thì thả tim như là bảo yes cho cô biết mọi người nha. Come on, come on. Đặng Tiến Đạt ok rồi này. Rồi cô thấy Khổng Phương xong rồi này nhá. Ok Hải Nam, Hồng Quế này, Hồng Tuyến ok rồi này. Ok. Kim Ngân chắc có thể là do bị nó bị mạng ấy. Có khi nó dập dập nó cứ mất mất rồi lại biến mất rồi lại quay trở lại mọi người ạ. Hồi bất lực quá không biết làm thế nào luôn ấy. Nhưng mà cô nghĩ là lúc mà mình xem lại, ok Ngọc Huy, hôm nay Ngọc Huy mới lại quay lại, Ngọc Huy ơi xuất hiện được một hai hôm xong lại hôm nay quay lại với cô à. Mình nhớ, cô nhớ buổi trước Ngọc Huy có mặt đó, Ngọc Huy nhá. Rồi nghe được mà lâu nó mất á. Ok yes Nguyễn Anh này, ok Nguyễn Hương, hello hello Duẫn, học chuyên đề rồi ngày hôm nay nhá, thì cô trò mình sẽ có chuyên đề đó chính là được, cô sẽ share màn hình cho mọi người xem cái slide ngày hôm nay cô chuẩn bị luôn nhá. Đó thì ngày hôm nay cô trò mình sẽ đi đến một cái chủ đề mà cô nghĩ rằng là nếu nghe qua thì là ok cô ơi thì dễ quá rồi, học làm cái gì nữa. Nhưng mà như cô nói ban đầu ấy, đó chính là việc mình biết là một chuyện khác nhá, nhưng việc mình sử dụng nó và việc linh hoạt thế nào trong bài thi cũng như là luyện thói quen để có thể sự phản xạ có điều kiện về kiến thức này là một chuyện hoàn toàn khác, ok chưa? Và cũng đây chính là chính lý do vì sao ngày hôm nay cô đưa cái chủ đề này vào nhá. Chuyên đề ngày hôm nay đó chính là chuyên đề các thì hiện tại.
Ok, các thì hiện tại các bạn nhé, đó. Và đầu tiên là câu hỏi vô cùng đơn giản nhé, là theo các bạn thì có bao nhiêu thì hiện tại nó sẽ xuất hiện, có khả năng xuất hiện ở trong đề thi trung học phổ thông chúng ta nào? Come on, chúng mình sẽ có tổng cộng bao nhiêu gọi là thì hiện tại có thể có khả năng sẽ xuất hiện ở trong đề thi trung học phổ thông chúng ta nào mọi người ơi? Cho cô đáp án nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, không biết được không nào? Chắc là có con số nào, cho cô một con số mọi người ơi. Ok, rồi cho cô một con số nào, cho cô một con số nào. Rồi, ok. Tường An 2, Thùy Trang, Thùy Trang và Tường An nha. Ok, rồi ngay tính trốn mà idol déo trời. Bạn nào mà những buổi trước mà tham gia không tham gia, cô rất buồn đấy nhá. Cô rất buồn đấy nhá, cô sẽ nhớ hết các bạn nào nhá. Hoàng Oanh này 4 này, ok. Quế Trâm thì có 3. Rồi những bạn khác thì sao, cho cô một câu trả lời đi mọi người ơi. Nào, ok. Nhớ nhá, cho cô một câu. Ok. Rồi Nguyệt bảo 4 này, rồi Thái Long bảo là 3. Rồi ok. Ok, rồi. Rồi ok, Hồng Tuyến thì bảo 4 này, Hải Triệu thì bảo 4 này. Ok, Chu Lan Phương bảo 4 này, Duy Tín bảo 3 thôi. Trúc Lan, Trúc Quang Phong, ok, Trung Hạnh bảo 4 này. Rồi, vậy đa số con số ngày hôm nay các bạn đưa ra là 3 hoặc là 4 đúng không? Ok, vậy cô cho các bạn A và B nhá. Rồi, vậy chúng ta đã chốt rằng 3 hoặc 4 nhá. Vậy thì bây giờ nhá, cô sẽ show các bạn xem là chúng mình sẽ học bao nhiêu thì hiện tại có thể có khả năng mà chúng mình sẽ xuất hiện ở trong đề thi đại học sắp tới của chúng ta nhá, của chính các bạn đấy nhá. Đó chính là ok, bốn thì như sau. Đầu tiên mình sẽ thấy hiện tại đơn vô cùng quen thuộc luôn nhá. Và chúng mình quen thuộc độ mà chúng mình sử dụng cái thì này mọi lúc mọi nơi, every time. Ok, luôn luôn dùng thì này. Đó, trong đời sống hàng ngày cũng thế này, gặp trường hợp nào cũng dùng cái này, may ra mọi người nước ngoài mà hỏi cái gì cũng sẽ dùng điện thoại thôi. Ok, tiếp theo một thì tiếp theo cũng cũng tương đối là quen thuộc, đó chính là thì hiện tại tiếp diễn nhá. Hiện tại tiếp diễn này, thứ ba mình học về hiện tại hoàn thành. Ok, hiện tại hoàn thành các bạn nhá. Rồi, và cuối cùng mình học về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ok. Cô nói luôn nhá, về nội dung này đó chính là ngày hôm nay thì cô trò mình sẽ nghe kỹ nhá. Ngày hôm nay chúng mình sẽ nghiên cứu về những công dụng cơ bản nhất của những thì này. Ok chưa? Và phân biệt hoàn toàn, tách rời hoàn toàn những thì này ra với nhau nhá. Và dụng ý của mỗi người sử dụng này hay trong bài thi nó sử dụng khi nào, trường hợp nào sử dụng nó. Ok chưa nhá? Đó, thì chúng mình sẽ đi về thứ cơ bản nhất trước, sau đó phân tích về mặt đó chính là công thức này và những cái dấu hiệu nhận biết gọi là chắc chắn sẽ có trong thì này luôn với cô nhá. Ok, và chắc chắn ngày hôm nay thì cô sẽ làm các bạn ghi nhớ thật kỹ, thật kỹ là chúng mình sẽ dùng thì này khi nào, và các bạn sẽ là người được đưa câu trả lời cho cô, chứ không đơn thuần là cô cho các bạn cái công thức để mà cứ thế mà chép đâu nhá. Rồi ok, bây giờ nhá, chúng mình sẽ có là chính là đầu tiên này, cô hỏi một câu hỏi nhá, vô cùng đơn giản thôi, và trên bảng cô là hai câu mà các bạn nhiệm vụ đó chính là chúng mình sẽ điền vào chỗ trống nhá, nhìn bức tranh điền vào chỗ trống này, đuổi hình bắt chữ một tí. Ok, trên bảng cô nào, câu đầu tiên, she goes to school by dot 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 every day. Ok, tiếp theo, he's a who nào mọi người ơi, anh ta là gì nào, chép cô nào, come on Lê Huyền Trang ơi. Rồi, come on, cho cô biết nào, mọi người sẽ điền gì đây nào, câu 1 và câu số 2 nào mọi người ơi. Nhá, come on. Rồi, câu số 1 và câu số 2 nào, cho cô đáp án mọi người ơi. Câu 1 và câu số 2 nào. Ok, she goes to school by 3.3 chấm này. Rồi, every day nhá. Tiếp theo câu số 2, he is a gì đây? Ok, là gì, là ai nào. Ok, có rất nhiều bạn rồi, rất nhiều bạn đang ghi ô cô đó chính là bus và doctor, là bạn Phạm Thủy đầu tiên là bạn đã điền cả hai câu ô cô này. Rồi, tiếp theo nào, ngoài ra cũng có rất nhiều bạn đến câu 1 là Tiến Dũng này, Trần Nguyên này, Đăng Hoàn, Bảo Cao này. Ok, đều bảo rằng là đây là bus đầu tiên đúng không? By bus. Ok, rồi Thái Long có câu trả lời cho cả hai câu là bus và doctor nhá. Các bạn khác thì sao nào? Châu Bảo Ngọc cũng là bus và doctor. Ok, come on, Khổng Phương cũng thế này. Rồi, Thùy Trang này, Văn Hoa, Duy Tín này, Kim Ngân, Cẩm Thạch này, Hoàng Quân cũng thế. Kết. Rồi, rất tuyệt vời luôn nhá. Ok, vậy cô không để các bạn chờ lâu nữa, chắc chắn rồi, obviously rồi, trên bảng cô đó chính là những câu trả lời rất dễ. Ok, mình có là she goes to school by bus every day. Ok, tiếp theo nào, bên này cô sẽ có là he is a doctor. Ok, đó, anh ấy ông anh ấy là một bác sĩ đúng không nào? Rồi, vậy thì chốt lại cô nhá, ở cả hai cái thì của cô này, hai câu của cô này, chúng mình đang dùng chung một thì thôi. Đúng chung một thì thôi. Vậy thì đó là thì gì? Ok, cho cô biết nào, thì của cô trên bảng là thì gì, cho hỏi hai câu nào. Cả hai câu này đang mang thì gì nào? Come on.
Vô cùng quen thuộc luôn. Cả hai câu này mang thì nào đây. Yes, okay. Let me know if you know, okay? Yes, okay. Ngọc Hân vẫn okay. Tiền em ma. Câu trả lời đầu tiên là hiện tại đơn. Very good. Các bạn khác thì sao nào? Mai Phương cùng câu trả lời này. Huyền Trang cũng thế này. Okay, các bạn khác thì sao cho cô câu trả lời mọi người ơi. Come on, Duẫn cũng thế này. Hiện tại đơn. Okay, hoàn toàn đồng ý nhá. Quang Phong cũng thế này. Rồi. Okay, vậy đa số các bạn đang comment đấy đều biết rằng là cả hai thì này cô đều là thì hiện tại đơn nhá. Okay. Rồi, nhưng mà trước đó này, chúng mình cùng bắt câu trả lời một tí nhá. Đó chính là chúng mình cả hai câu này, cái thứ mà giúp các bạn biết rằng đây hiện tại đơn ấy, đó chính là hai phần cô chuẩn bị gạch chân nhá. Đó chính là gì này? Okay, chúng mình sẽ có nhá, đó chính là từ goes và is. Okay, đây cũng chính là hai cái trường hợp sẽ thường xuyên gặp nhất, chắc chắn sẽ gặp ở trong hiện đơn, đó chính là chủ ngữ bị động từ thường và chủ ngữ về to be. Okay chưa nhá? Chủ ngữ bị động từ thường này, he goes to school by bus every day. Okay, động từ thường này. Tiếp theo mình sẽ có một cái động từ to be, đó chính là is các bạn nhá. Đó. Ok, tiếp theo này, có một phần quanh quanh đây, đây chính là một trong số những dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn các bạn nhá. Đó, của hiện tại đơn này. Vậy thì ở đây vì sao cô lại đưa hai ví dụ này ra? Đó chính là để đẩy các bạn những cái chức năng chính của thì hiện tại đơn như sau. Ok, đầu tiên, năng chính là đơn bên này này, chúng mình sẽ có đó chính là để diễn tả một thói quen và hành động lặp đi lặp lại. Các bạn nhìn nhân biểu nhân với lịch này, ngày nào bạn này bạn ấy cũng đi là sẽ biết rồi nhá. Vậy cái điều này đó chính là cái việc là ok, có thể là nó vừa bị out xong ấy, để cô share lại màn hình ra và cô nói lại nha mọi người nghe nhé. Ok. Rồi. Rồi, chắc là cô bắt lại được đúng không mọi người? Cô đây rồi mọi người ơi. Đây rồi. Hello. Đang nói hăng say thì không thấy đâu nữa rồi. Trời ơi là trời ơi. God. Mọi người ơi, nếu thấy cô rồi thì bảo cô nhá. Nếu mà thấy cô rồi thì bảo cô nha. Đang nói hăng say luôn ý. Alo. Ok, rồi, đang nói hăng say luôn. Mình nghe thấy cô nói chưa mọi người ơi? Cô đang dùng cái phần mềm của chiếc điện thoại thì vẫn nghe tiếng của bản thân mình bình thường nhá. Ok, rồi. Trời ơi, người ta đang nói hăng say thì lại bị tụt mất. Ok nhá, yeah. Để cô nói lại này, đó chính là nhá, đầu tiên, nóng quá đúng là người này. Rồi, chức năng đầu tiên của hiện tại đơn đó chính là để diễn tả một thói quen nhá, lặp đi lặp lại những hành động mình lặp đi lặp lại hàng ngày. Ok chưa? Nhá, tiếp theo này đó chính là chúng mình sẽ dùng hiện tại đơn để miêu tả, để nói một nghề nghiệp nào đó của ai đó, của thân mình nhá. Tiếp theo là mình cũng sẽ nói về một tình trạng cố định nào đó. Ok chưa? Nhá, một tình trạng cố định nào đó như mình, có như là bố mẹ của mình sở hữu cái nhà hàng chẳng hạn. Ok, việc đó là việc cố định rồi, không thể nào thay đổi, hôm nay có ngày mai mất được đúng không nào, hay là sớm muộn sẽ mất. Ok chưa? Vì cố định thời điểm này theo mình, cái view của mình đó, cái quan điểm của thân mình nhìn vào này. Đó, ok, cái người nói nhìn vào này đó chính là gì nhỉ? Cái việc sở hữu nhà hàng thì cố định, nên mình sẽ dùng đó chính là gì? Hiện tại đơn cô nhá. Ok. Rồi, ok, tiếp theo này, mình sẽ có nhá, tụt mút, ok, rồi, vậy chứng tỏ nào, mình sẽ có, ok, đầu tiên với trường hợp đó chính là diễn tả một thói quen nhá, và một hành động lặp đi lặp lại, thì chúng mình sẽ thường có những cái cụm từ để mang tính nói chung là một cái dấu hiệu nhận biết, các bạn nhá, để mang tính dấu hiệu nhận biết này, nó chính là everyday. Ok, every day. Vậy thì những câu này ngoài thì every day ra để miêu tả một cái việc mà chúng mình thường xuyên luôn luôn chúng mình làm suốt ngày thôi. Đó, thì một từ nào nữa, chúng mình còn bao nhiêu từ để miêu tả việc đó nhỉ? Để miêu tả tần suất chúng mình làm việc đó, cái việc hành động ở đó trong quá khứ. Cho cô biết nào, các bạn sẽ có những cái gì nào? Ok, come on. Có những từ nào mà chúng mình sẽ sử dụng nào, sử dụng để chúng mình có thể là để miêu tả về cái việc chúng mình làm việc gì đó liên tục này, ngày này qua tháng khác cứ làm liên tục như vậy nào. Cái gì đây mọi người ơi? Come on.
Okay, always, usually, often này. Okay, always. Okay, sometimes. Nhớ nhớ là sometimes chứ không phải là sometime. No no no, thiếu s ở cô rồi nhá Trần Nguyên nhá. Có s ấy thì mới thỉnh thoảng nhá. Còn đâu nếu mà some cách liền này, come viết liền lại càng cách ra nhá thì nghĩa khác luôn. Okay, và sometime mà không viết không một s cũng là nghĩa khác hoàn toàn đấy nhá. Nên là nhớ cô phân biệt cho cô nhá, phải là sometimes. Okay, thì mới là thỉnh thoảng. Okay, nhớ nhá. Sometimes. Trời ơi, sometimes có s cho cô nha, có s cho cô đấy, luôn luôn ghi nhớ nghĩa cô là cái gọi là cái trạng từ chỉ tần suất đó phải có s cho cô nhá thì mới mang nghĩa là thi thoảng. Ok, đúng rồi Ánh Dương ơi, chuẩn luôn đấy, sometimes. Ok rồi, Ngô Hy Du này rất tuyệt vời luôn. Vậy thì ngoài những cái trạng từ chỉ tần suất rồi chúng mình còn gì nữa không? Ok, thế thôi à, vẫn còn đấy. Trời ơi, những cái mà các bạn vừa liệt kê ra, những cái mà ai cũng biết rồi, nhưng mà chưa chắc bài thi cho các bạn đâu nhá. Nó còn những cái cụm từ khác cơ. Once in a month chẳng hạn, ok, một tháng một lần, ok, once a week, đó, một tuần một lần chẳng hạn, vẫn là một tần suất lặp đi lặp lại hứa nhờ. Còn ngoài ra còn cái gì không nào? Ngoài những trạng thái nào? Never, weekly, very good, còn đúng rồi, tuyệt vời quá. Once a week, rồi once, twice a week, hay quá. Ok, rồi sometimes, ok, đồng ý nhá. Còn nữa không mọi người? Ok, ngoài từ every day ra mình có gì nữa? Every night, every morning. Ok, đều có nhiều mà nhá. Nhớ cô là một khi mà động vào nó nhá, phải bật ra luôn thật nhiều với cô, được chưa nào? Ok, tiếp theo, oh yes, occasionally, very good. Rồi, normally, hay quá. Rồi, ok, generally, very good. Never, ok, hoàn toàn đồng ý nhá. Rồi, rất tốt, rồi, rất tốt luôn nhá. Ok, vậy thì chúng ta vừa chốt được hai cái công dụng của thẻ đơn. Đầu tiên mình có là diễn tả một thói quen này và hành động lặp đi lặp lại nhá. Done, ok. Okay. Tiếp theo để diễn tả về một nghề nghiệp này hoặc một trạng thái nào đó cố định nhá thì mình cũng dùng đó chính là hiện tại đơn, hoàn toàn đăng xong nhá. Tiếp theo này, chúng mình vẫn còn trường hợp khác này. Ok, và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta ở trong phần này đó chính là find and correct the mistakes. Ok, nào, hãy tìm và kiểu như là sửa lại những cái lỗi sai nào. Come on, ở câu số 1, từ nào sai? Câu số 2, từ nào đang sai? Phần nào đang sai đây? Cho cô nhớ là sửa cô lỗi sai nhá. Phần sai là gì nào? Come on, come on. Ok, cho cô biết nào, frequently, ok, come on. Find and correct the mistakes, ok. The earth moves around the sun. Đang sai ở đâu? I liking read books, ok. Cho cô biết nào, đang sai ở đâu đây mọi người. Ok, rồi, twice a week as a rule, ok, very good. Rồi, cho cô biết nào, đang sai ở đâu đây. Move for like, bảo thao có đáp án rồi nhé. Nhưng mà cô cần bạn sửa sai cô. Cô cần sửa sai nhá, cô không cần các bạn, nói chung là chúng mình vẫn phải pick cái lỗi sai nhá, được chưa nào? Nhưng mà chúng mình cần nó làm cô nữa là chúng mình sửa sai cô cần là về nó cô nhá. Move và moves, ok, moves, rồi ok, moves, very good. Các bạn khác thì sao nào? Come on, come on, cô đáp án đi mọi người ơi. Yes, ok. Câu 2, Nguyễn Ngọc bảo sai ở liking, vậy sửa cả câu thế nào đây? Sửa cả câu thế nào nhỉ mọi người? Okay, very good, Lê Giang này. Rồi, yes, 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 yes. Okay, rồi chúng mình sẽ sửa câu số 1 trước nhá. Câu 1 thì mọi người đều làm xong rồi này, đó chính là the earth moves around the sun. Okay, moves around the sun. Rồi, okay. Trái đất thì làm sao đây? Xoay quanh mặt trời. Điều này gọi là obviously rồi, không phải mình cô biết. Có vô số các bạn ở trong livestream cô đều biết nhá. Và những người ngoài kia cũng biết luôn, được chưa nào? Vậy thì với những sự thật mà hiển nhiên như vậy thì chúng mình nhớ cô nhé, chắc chắn rồi, những sự thật hiển nhiên như vậy thì mình bắt buộc phải dùng cô, đó chính là thì hiện tại đơn. Ok, ghi nhớ nhá. Với sự thật hiển nhiên này, sự thật mà ai cũng biết nhá, cô biết, các bạn biết, mọi người đều biết ý, thì mình dùng cô đó chính là hiện tại đơn nhá. Ok, ghi vào cô, hiện tại đơn nha. Đó, hiện tại đơn này dùng để miêu tả, đó chưa nào, để diễn tả cái gì gọi là gì nhỉ, sự thật mà ai ai cũng biết, điều mà mọi người đều biết hết thì mình dùng nó chính là hiện tại đơn nhá. Ok, vô cùng đơn giản thôi mọi người nhá. Đó rồi, tiếp theo câu số 2 thì cô trò mình sẽ có đó chính là gì nhỉ, I like reading books. Ok rồi, vì sao cô chọn reading? Vì đây là một cái gì đấy, danh động từ nhá, add doing vào với trong một verb ấy thì thành danh động từ. Ok, tôi thích hành động nào đó nhá. Thì cái việc này, câu số 2 của cô đang thể hiện một cái sở thích của bản thân mình nhá. Vậy thì chức năng tiếp theo của diễn đơn đó chính là để diễn tả một cái sở thích của bản thân. Ok, thì nhớ cô nhá, hai chức năng tiếp theo của hiện tại đơn đó chính là, thì nhà đầu tiên mình sẽ có đó chính là nói một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết nhá, ghi vào cô. Ok, một sự thật hiển nhiên mà mọi người đều biết.
thì mình dùng đó chính là gì nhỉ? Hiện tại đơn. Tiếp theo đó chính là để diễn tả một sở thích của bản thân mình ý, thì mình cũng dùng nó chính là hiện tại đơn đó cô nhá. Ok, ghi hết là cô. Rồi. Rồi, ok, very good. Rồi, nói một sự thật hiển nhiên này, diễn tả một sở thích nhá. Đó thì mình dùng vào cô hiện tại đơn, chức năng số 3 và 4 của hiện tại đơn đó. Ghi vào cô luôn nhá. Đó, ghi luôn vào cô nha. Ok, last week. Ok, đúng rồi Hà Nam ạ. Last week thì là quá khứ đơn mất rồi nhá. Ok. Rồi, come on. Bạn nào đã ghi xong những cái chức năng này rồi thì chat yes cho cô nhé, để cô biết rằng bạn đã xong rồi, cũng như thả tim cho cô lần nữa nha. Đó, các bạn ơi đừng quên là lúc mình học thì vẫn luôn luôn tag các bạn bè của mình vào nữa, để có gì là chúng mình học chung với nhau nha. Ok, nhớ nhá, nhớ nhá. Rồi, ok. Ngọc Hoàng Quân xong rồi này, Ngọc Huy xong rồi này, ok, Luận xong rồi này. Rồi, yes, các bạn ơi, xong rồi thì nhanh chóng là tắt thêm bạn bè vào nhé, để chúng mình có thể học cùng nhau luôn. Ok, nhớ, nhanh chóng nào. Rồi, Cẩm Linh nữa này, ok, Đồng Lui, yes, Nguyễn Ngọc cũng xong rồi này, yes. Ok, vậy đa số các bạn đều đã xong rồi đúng không nào? Vậy tiếp theo nhá, cô trò mình sẽ đi đến câu nữa này. Và câu này cô nghĩ rằng có kha khá bạn sẽ bị đánh lừa nhá. Cô nói trước luôn nhé, không lại buồn lòng nhau nhá, ok, lại buồn lòng nhau nhá. Rồi, trên bảng cô này cô sẽ có đó chính là với câu như sau nhá. Đọc câu trả lời câu hỏi này, choose the best answer. Ok, nhớ nhá, the best answer, câu trả lời đúng nhất nhá. Rồi, Linh này, you are going to travel to Hà Nội, aren't you? Ok, bạn sắp sửa đi du lịch ở Hà Nội à? Ok, đúng nhỉ? Đấy, thì bạn Minh bảo là yes, the train leaves at 8 a.m. tomorrow. Ok, hoặc là the train will leave at 8 a.m. tomorrow. A or B nhá, xem nào, A or B sẽ đáp án chính xác nào mọi người ơi. Come on, đáp án A hay B sẽ đáp án chính xác nào? Rồi, Quốc Thanh ơi, sao lại trốn dính chép bài kia à? Thì bạn nách cái kia. Ok, Văn Mạnh thì bảo là A rồi, ok, nhớ nhá, có tomorrow đấy. Xem nhiều bạn không nào. Ok, Hồng Tuyến mọi người đều đến thời điểm này ghi nhận thì mọi người đều bảo là A nhá. Nguyệt thì bảo là A này. Ok, Nguyễn Ngọc cũng thế này. Ok, vậy đại đa số các bạn đang có đáp án chung với nhau là A. Rồi, ok. Yes, let's see. Cô thêm 5 đáp án, 5 bạn nào xem bạn có. Ok, Chu Lan Phương này, Mơ Bế này. Rồi, tiếp nào, Nguyễn Ngọc cũng bảo là A này. Ok, Giáp Như Quỳnh này. Come on, cô vẫn cần thêm 2 bạn nữa để confirm là đáp án là A. Rồi, vậy trong câu tiếp theo cô đã nghĩ có nhiều bạn sẽ nhầm câu. Nhưng mà yeah, câu này các bạn 100% đều đúng rồi. Đó chính là nó 100% rồi, đó chính là mình sẽ dùng đó chính là hiện tại đơn. Ok, the train leaves at 8 a.m. tomorrow. Ok, rồi vậy thì lý do vì sao rõ ràng cô trò mình đang nhắc một vấn đề, bạn mình đang nhắc một vấn đề đó chính là bạn sẽ đi ngày mai cơ mà, đúng không? Một sự việc chưa xảy ra, vậy lý do vì sao ở trong câu này của cô trò mình lại đang dùng hiện tại đơn nhá, đó chính là một lẽ lý do. Ok, nó đối với những cái lịch trình ý mà nó có sẵn và cố định ý. Ok chưa, như lịch kiểu như là mình đi ra ngoài kiểu như là station ấy, thì mình sẽ nhìn thấy là ok một cái lịch rõ ràng là đến giờ này thì từ Hải Phòng Hà Nội sẽ chuyến tàu bao nhiêu này, hay từ Hà Nội đến bao nhiêu những cái tỉnh thành khác sẽ là chuyến tàu thế nào đấy, thì những cái lịch trình cố định như vậy về tàu hay là xe đó thì mình dùng cho cô đó chính là gì nhỉ, một thì đó chính là thì hiện tại đơn cho cô nhá, dùng về nó về thời gian biểu này được chưa nào, chương trình hoặc kế hoạch đã lên kế hoạch rõ ràng nhá, kế hoạch để cố định thời gian rồi thì mình dùng cho cô là thì hiện tại đơn nhá. Ok, dùng để nói về thời gian biểu này, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định mặt thời gian rồi thì mình dấu cô đó chính là hiện tại đơn nha. Đó, ok, rất là rõ ràng luôn nhá các bạn nhá. Nhớ ghi kỹ cho cô nha. Rồi, ok, come on, come on, come on. Yes, đáp án của cô đúng chính xác là đáp án A nhá. Vì sao? Lịch đi tàu là một cái lịch cố định. Ok chưa? Được rất nhiều người công nhận rồi, được nhiều người ghi rồi, nhìn thấy rõ ràng rồi thì mình dùng một cô đó chính là hiện tại đơn nhá. Để nói lịch cố định này, được lên lịch rõ ràng và chắc chắn được cố định thời gian rồi thì mình dùng một cô là hiện tại đơn. Ví dụ như cái lịch tàu, mọi người chắc cũng biết là cái tuyến đường sắt trên cao tốc là Cát Linh đúng không nào, thì cái tuyến tàu đó thì mọi người đều biết rằng là cứ 15 phút lại có một chuyến tàu mới đến, thấy không? Cái cố định rồi không thay đổi đâu thì mình dùng một cô là hiện tại đơn nhá. Ok, rồi. Ok,
Ok, Linh Linh ơi, cô vừa giải thích đó. Vì sao đây, cái nội dung của nó chúng ta nói là nói về một cái lịch trình cố định, hiểu không nhỉ? Thì mình dùng một câu là hiện tại đơn thôi nhá. Ok, còn việc diễn ra ngày mai, nhưng thực ra không phải mỗi ngày mai đâu, ngày hôm nay cũng thế rồi, ngày ngày kia cũng thế thôi. Lịch trình cứ đến 8 giờ cái tàu sẽ đi đó, chứ không phải vì bạn lệ, vì bạn Minh đi chơi mà tàu mới rời đi lúc 8 giờ, mà cái kể bạn Minh không đi chơi thì tàu vẫn rời đi như vậy đó. Một lịch trình mà cái việc sự việc nó chắc chắn xảy ra trong cái cuộc đời nữa rồi đấy, thì mình dùng một câu là hiện tại đơn nhá. Ok rồi, ghi vào cô nha, đó ghi vào cô nhá. Rồi sao giống tương lai gần? Ok, no 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 nhá. Tương lai gần thì nó sẽ dùng cái gì mà nó mang tính gì đây, là kế hoạch của bản thân mình, được chưa nào? Chung là cái một cái lịch trình mà có sẵn liên quan đến gì nhỉ, gì nhỉ, liên quan đến một cái tập thể cho đúng, hay một cái cộng đồng này được nhá. Ok chưa, ghi vào cô nhá. Rồi ok, hello hello guys. Nhà diễn tả kế hoạch nhá. Ok, một thời gian biểu này, nhớ nhất là kế hoạch. Ok, mình sẽ có là thời gian biểu chương trình, kế hoạch như là tàu đi như này đó, thì mình sẽ có như vậy rồi, kế hoạch cố định như vậy nhá. Ok, một cái việc mà chắc chắn sẽ xảy ra 100%, được chưa nào? Rồi vậy tiếp theo này, có một cô ca sĩ này vô cùng xinh đẹp luôn, cực kỳ xinh đẹp luôn mọi người nhá. Rồi mình sẽ bật một bài hát nho nhỏ để mình nghe thử xem đây là ai nhá. Ok, để xem nào, mọi người có biết đây là ai không nhá. Ok, ai đây nhỉ? Rồi để bật thử nhạc xem mọi người có biết đây là ai không nhá. Ok. Ai đây? Ai đây? Ai đây nhỉ? Chuyện Trung Quốc hay không? Anh ok rồi rồi. Em là gia công ở xa nè. Ok rồi, dừng nhạc ở đấy, quay lại về học một tí nào. Rồi nghe nhạc giải trí thôi nhá. Rồi ok, vậy một đoạn nho nhỏ không sao đâu, cô trò mình cũng chen chen lẫn lời bạn nào, không sao đâu nhá. Rồi ok, vậy thì bây giờ nhân tiện này, chúng mình vừa nghe một cái bài gọi là siêu hay đúng không nào, gọi là wow, nghe mãi không chán, thì bây giờ cô trò mình cùng nhắc lại với thằng Jenny xem sao nhá. Ok, vậy câu hỏi tiếp theo của cô đó chính là what do you think about her? Nào, các bạn nghĩ sao về cô gái trên bảng nhỉ? Một vài nhỏ, một vài gợi ý nho nhỏ nhá trên bảng đó. Cho cô một câu hoàn chỉnh nào, một câu hoàn chỉnh về cô gái này nào mọi người ơi. Dựa vào những cái gọi là những cái gia vị mà cô vừa cho các bạn trên bảng này, cái vài này đấy, thì cho cô một câu hoàn chỉnh liên quan đến cô gái nào mọi người ơi. Nào, come on. Cô gái này mình sẽ có cái tính từ nào để miêu tả cô ấy nhỉ? Come on. Rồi, come on, come on, come on. Đơn giản thôi về cô gái này nhá, kỳ dạy thần hát kinh nghiệp cũng dạy. Phải quay lại đi học chứ, bật thêm tí nữa là cô dính bản quyền đấy các bạn. Ok, trông hơi giống cô. Wow. Ok, she's beautiful and talented. Yes, ok, she's very beautiful and talented. Yes, toàn lời khen có cánh thôi nhá. Yes, ok. Và những lời khen có cánh này cô bỏ cao lên bảng nhá, là chính là như sau. Ok, rồi câu nói này đó chính là she is not only beautiful but also talented. Ok, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng nữa. À, cô rất là hay đúng không nào? Một cụm này có một cụm mà sẽ xuất hiện khá là nhiều đấy nhá. She is not only beautiful but also talented. Ok, vậy thì vừa xong cô trò mình ý, vừa đang trầm trồ và ngưỡng mộ cũng để làm gì? Hành động chúng ta làm gì đây? Để miêu tả đúng không nào? Chức năng số số 6 của thì đơn luôn, đó chính là gì nhỉ, để gì đấy, miêu tả một ai đó. Ok, dùng để miêu tả một bình phẩm hay gì đó nhá, thì mình cũng dùng luôn cô hiện tại đơn. Bên cạnh đó này, để miêu để có thể diễn tả suy nghĩ của bản thân mình nữa, thì mình cũng sẽ dùng hiện tại đơn cô nhá. Ok, miêu tả về cái gì nhỉ, về cái suy nghĩ của bản thân mình cũng dùng hiện tại đơn cô nhá. Ok, dùng để miêu tả và bình phẩm này thì mình dùng hiện tại đơn. Ok, yes, ghi liền cho cô vào nha. Vậy sao em hay vậy rồi. Mất tiếng á, sợ có mất tiếng thế, trời ơi bực quá.
Cô lâu lâu lại mất tiếng hết, trời ơi. Đã vô, ok. Rồi, mọi người ơi, xem có mất tiếng nữa không? Cô bực mình quá, cứ mất tiếng hoài. Rồi, ok. Rồi, thời điểm này mọi người cứ nghe rồi cô ơi. Rồi, ok, thỉnh thoảng cứ mất tiếng cô biết mà, nhưng cô không biết làm thế nào bây giờ luôn ấy. Cô ngồi ngay cạnh một cục wifi mọi người ạ, ngồi ngay cạnh một wifi luôn. Nhưng mà vẫn mất, không hiểu lý do vì sao. Rồi, ok, mình sẽ có nhá. Rồi, chức năng cuối cùng hiện tại đơn nó chính là để miêu tả này và bình phẩm đúng nào. Ok, rồi, thì bây giờ nhá, cô biết rằng là cũng move on luôn, rất nhiều phần cũng như là trải qua được cái bài hát của Jenny, chúng mình cũng là mai đúng không, cũng đi chơi hơi đâu đó rồi nhá, mình nhớ Jenny rồi. Thì bây giờ cô cho mình sẽ có một cái bàn chốt, ok, một chốt. Cô đừng bực, cô không bực nữa, cô nói hơi không bực lắm nhá. Ok, đó, có hiện lên nào nghe, cô nghe không? Ok, cô yên tâm, cô sẽ nói repeat, ok, cô sẽ nói liên tục lại nhá. Đó, rồi thì mình sẽ có chốt lại này về mặt chức năng của thì hiện tại đơn nhá. Đó chính là đầu tiên để diễn tả một thói quen lặp đi lặp lại. Ok, ghi vào cô nhỉ, chức năng số 1 hiện tại đơn đó chính là để diễn tả một thói quen lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ok, tiếp theo thì mình sẽ có đó chính là để diễn tả một sự thật hiển nhiên nhá, một chân lý mà mọi người đều biết, thì mình dùng với cô là hiện tại đơn. Ok, chức năng số 2 đấy. Rồi, tiếp theo chức năng số 3 đó chính là để nói về một thời gian biểu nhá, một chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định sẵn thời gian rồi, như kiểu là chương trình TV chẳng hạn, hay chương trình kiểu như là hay là lịch 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 tàu, là lịch xe này, hay lịch ngày bay chẳng hạn. Ok, như vậy nhá thì mình sẽ dùng hiện tại đơn luôn cô nhá. Tiếp theo này, chức năng tiếp theo số 4 này mình sẽ có là dùng để miêu tả, để nói về một nghề nghiệp của ai đó, của bản thân mình nữa, thì mình dùng một câu hiện tại đơn nha. Bên cạnh đó để nói về một cái kiểu như là một tình trạng cố định nào đó thì mình dùng một câu là hiện tại đơn nốt. Ok, tiếp theo này, chức năng số 5 nó chính là dùng để diễn tả và bình phẩm về một ai đó. Ok, để diễn tả bình phẩm này nói lên suy nghĩ của bản thân mình. Ok, thì mình vẫn dùng một câu là hiện tại đơn nhá. Và chức năng cuối cùng của cô đó chính là gì đây? Diễn tả một sở thích. Ok, diễn tả một sở thích này thì mình dùng một câu cũng là hiện tại đơn nốt nhá. Ghi vào cô luôn nhá, mọi người ơi. Ghi luôn cô vào nhá. Diễn tả tất cả này chúng mình sẽ có tổng cộng là 6 chức năng của hiện tại đơn rồi. Ok, được dùng rất là nhiều có chức năng đúng không nào? Dùng rất là nhiều nơi nữa. Nên ghi luôn vào luôn nhá. Đó. Ân bảo rằng là cô ơi, nếu như cô mất tiếng thì cô đừng mất tiếng nữa. Wow, cô cảm ơn em nhá. Gợi ý hay quá. Sao cô không nghĩ ra nhỉ? Sao cô nghĩ ra nhỉ? Ok, rồi, thank you bé Châu nha. Ok, very good. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Ok, rồi, tiếp theo này thì cô trò mình sẽ trích ngang với nhau những công thức của nó nhé. Đó, ok, rồi, đầu tiên câu này này, chúng mình nhìn thấy rõ là câu này chúng mình sẽ không có một cái động từ chính, mà chúng mình đang có một cái gì đây? Một cái to be ở trong câu, đó chính là gì đây? Is, ok, vậy với hiện tại đơn nhé, chúng mình còn bao nhiêu to be nữa nào? Ok, các bạn cho mình biết nào, trong hiện tại đơn chúng mình còn bao nhiêu to be nữa? Come on. Chúng mình có bao nhiêu to be ở trong hiện tại đơn mọi người nhỉ? Cho cô biết nào. Come on, come on, come on. Hiện tại đơn nào chúng mình có bao nhiêu to be đây? Còn ngoài is ra thì chúng mình còn cái gì nữa nào? Come on guys, ngoài is ra chúng mình sẽ còn những cái to be nào nữa nào? Come on, come on. I need to know guys. Cho cô biết nào mọi người. Am is are, very good. Mình có am is are rất tuyệt vời luôn nhá. Rồi, ba cái đúng không nào? Am is và are. Rồi, ok. Tiếp theo nhá, cô đố mọi người này với chủ ngữ là link đi nhá. Chủ ngữ là link chẳng hạn thì cô nên dùng am is are mọi người. Với chủ ngữ là link, am is are. Am is are với chủ ngữ là link nào. Ok, để xem nhá. Am is are với chủ ngữ là link nào. Rồi, ok, trong lúc mọi người đang suy nghĩ như thì cô mình sẽ trích ngang luôn những cái gọi là công thức cụ thể này. Đầu tiên mình sẽ có là chủ ngữ. Ok, với câu này mình sẽ có chủ ngữ này, sau đó cộng am is are và cộng với object nhá. Object là phần doctor này. Đó. Tiếp theo này, câu phủ định của nó mình sẽ có đó chính là chủ ngữ này cộng am is are cộng với là not và cuối cùng cộng với cả một cái object nữa nhá. Cuối cùng thì mình sẽ có là am is are cộng chủ ngữ này, sau đó là cộng object này và cuối cùng mình sẽ cộng với cả gì đây? Mà cuối cùng mình công thức thứ hai đó chính là với cả WH question như kiểu what, when, where, how, who, why á. Đó.
thì mình dùng MoCo đó chính là những cái WH question này. Ok, thì mình sẽ dùng đó chính là đầu tiên vẫn mình chuyển đẩy một cái mình đặt cái từ để hỏi bằng trước cái MSR thôi và áp dụng y hệt cái câu nghi vấn ở trên là chúng mình xong rồi các bạn nhá. Đó, và như giờ nãy các bạn nói cô rồi, chúng mình sẽ có ba to be nhá, chúng mình sẽ có ba to be ở trong cái phần gì nhỉ, hiện tại đâu này. Ok, đầu tiên mình sẽ có là is. Y sẽ đi cùng với chủ ngữ là he, she, it. Và dĩ nhiên rồi những danh từ số ít, ví dụ như là tên linh, tên riêng chẳng hạn. Đó, thì mình ghi cho cô đó chính là những danh từ số ít nhá, đi với is nữa. Ok, và bên cạnh đó có một cái này cô muốn nói nhỏ hơn này, đó chính là những cái danh từ không đếm được thì mình cũng đi với is cho cô luôn nhá. Những danh từ không đếm được này thì mình cũng đi cùng với is cho cô nhá. Danh từ không đếm được cũng y cùng is nhá. Ok, tiếp theo nào, mình sẽ có đó chính là cái to be thứ hai, đó chính là are. Ok, are sẽ đi cùng với cả you, we và they. Ok, và dĩ nhiên rồi danh từ số nhiều nhá, ghi vào cô. Ok, với những danh từ số nhiều này thì mình sẽ đi cùng với các là are. Ok, you, we, they cũng như vậy nhá, đi cùng to be là are. Cuối cùng mình sẽ có to be là am, và am này chỉ đi với ai mà thôi. Ok, chỉ đi với ai mà thôi các bạn nhá, ghi cô vào luôn. Rồi rồi, cho cô biết nào một lần. Ok, yes, rồi, ok, very good. Cô dạy luôn 60 ngày nhá. Ok, tiếp theo nào, cô trò mình sẽ còn phần nữa, đó chính là ok, một tuần live 3 lần này. Rồi tiếp theo nào, cô trò mình sẽ còn một câu nữa, nhưng câu này có điểm khác biệt, đó chính là nó không xuất hiện to be nữa mà xuất hiện những động từ thường, đó chính là động từ go này, I go to school by bus. Ok, vậy với câu này thì khẳng định của nó cũng sẽ có là gì đây? Chủ ngữ này cộng với cả gì đây? Verb S hoặc ES nhá, thêm đuôi S hoặc ES này. Đó, và cộng với object này. Tiếp theo thể phủ định thì mình sẽ có chủ ngữ này cộng don't hoặc doesn't cộng với cả verb và cộng với cả gì nhỉ? Object nhá. Tiếp theo mình sẽ có đó chính là do và does cộng với câu thể nghi vấn ý, thì mình có do và does này cộng với cả chủ ngữ này cộng verb và cộng object. Ok, cuối cùng mình sẽ có là câu từ để hỏi thì như từ nãy thôi nhá. Đẩy từ để hỏi lên trước do và does. Ok. Ok, thì mình sẽ có đó chính là nhỉ, câu hỏi hiện đơn với cả là một động từ thường nhá. Rồi ok, nhưng cái vấn đề cốt lõi nằm ở đâu đây nhá? Vấn đề cốt lõi là chính là nằm ở chữ verb kìa, thêm s es như thế nào nhá. Với s và es ở phần này thì cô sẽ có cái option như sau này. Đầu tiên mình sẽ có thêm es, vô cùng đơn giản rồi, vô cùng đơn giản đó chính là việc mình chỉ cần nhá nhìn cái đuôi là o s c h x s h này thì mình thêm một cô, đó chính là gì đấy, đơn thuần thôi nhá, thêm es cho cô vào. Ok nhá. Với những đuôi này O này, S này, CH này, X này, S này, SH đấy đó, thì mình thêm đuôi S là xong. Vô cùng đơn giản các bạn nhá. Ghi cô vào luôn đi nhá. Ok rồi. Ok, ghi vào cô luôn nhá. Đó. Come on, come on, come on. Rồi, come on, ghi vào cô mọi người ơi. Rồi, come on. Rồi ok, nhớ nhá. Ông sáu chạy xe SH chuẩn luôn nhá. Ông sáu chạy xe SH nhá. Với những đuôi ông sáu chạy xe SH này thì mình sẽ chia cô là gì nhỉ? ES đằng sau với những cái verb như vậy nhá. Rồi, ok nhiều. Không bị quen miệng, một thói quen miệng nhá. Sorry mọi người, sẽ làm thế nào để có thể hạn chế lại nhá. Rồi tiếp theo nào, cô cho mình sẽ có đó chính là có thêm đuôi ES. Ok, ES nào. Vậy thì ES này xuất hiện khi nào đây? Khi mà verb kết thúc bằng gì đây? Một chữ Y dài và trước Y dài là phụ âm. Được chưa nào? Thì mình sẽ bỏ Y dài đi và thêm ES ở đằng sau nó nhá. Ghi vào cô, ví dụ cái từ này. Mình sẽ có một từ này nhá. Đó chính là từ này đi. Nhìn nó bảng cô này, mình có từ cry. Ok, đó, từ cry này nhá. Thì khi mình muốn nói rằng là he cry chẳng hạn. Ok, he cry. Ok thì không phải nói he, mình không thể ghi là he cry này đúng không nào? Thì chắc chắn là phải chia rồi, vì cry là một động từ nhá. Thì đằng trước cái y dạng đi là cô này là một cái phụ âm. Đó, một phụ âm nhá. Nguyên âm thì có 5 cái ở ngoài thôi, còn đâu phụ âm là phần còn lại này mình sẽ có r. Đó. Vậy thì với những cái từ ý mà trước y dài trước y dài này, đó là một cái phụ âm ý, thì mình sẽ bỏ y dài đi và thêm một cô là es cho cô nhá. He cries. Ok, he cries. Đó, ghi vào cô với những cái chủ ngữ số ít như vậy. Ngôi thứ ba số ít thì mình sẽ dùng đó chính là đi với những cái verb bắt buộc phải chia. Ok, phải chia cô là mình thêm s hoặc es nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì cô trò mình sẽ có trường hợp tiếp theo. Ok, vẫn là xử lý cái anh chàng mà có đuôi y dài này, nhưng mà anh chàng này không thì lại khác biệt một tí là chỉ thêm s không thôi nhá. Vậy khi nào anh chàng này thêm một s này, ví dụ này,
vẫn là anh ta, vẫn là anh chàng vừa nãy vừa khóc xong thì bây giờ anh ấy chơi. Ok, anh chàng này vừa chơi xong thì cũng không thể nào ghi mũi là play không, đúng nào? Vì he là một cái gì nhỉ, chủ ngữ thứ ba số ít thì bắt buộc phải chia động từ phía sau khi với là một cái hiện tại đơn, đúng nào? Vậy thì nhớ, nhưng để cho cô này đó chính là ở ngay cái phần trước y dài này cô là một chữ a nằm trong một trong năm cái nguyên âm rồi. Vậy chứng tỏ nhá, ở trong câu này mình có trường hợp xử lý như sau, rất đơn giản, thêm s thôi, thêm s là xong các bạn nhá. Đó, thêm s là xong rồi, he plays. Ok, he plays, đơn giản thôi các bạn nhá. Đó, ghi nhớ câu này sẽ khác nhau khi mà hai từ hai verb nhá cùng kết thúc bằng y dài, nhưng vì sao lúc thì thêm es, lúc thì phải thêm gì ấy, thêm duet không đó, thì trường hợp xảy ra như này nhá. Để ý cô là trước cái y dài đó là một nguyên âm hay một phụ âm, nếu như trước y dài là một nguyên âm ấy đó thì mình chỉ cần thêm mỗi cô là s là xong. Ok, còn đâu nếu trong trường hợp này trước y dài là một cái gì đấy, một cái phụ âm ấy, thì mình phải bỏ y dài đi và thêm es vào cô nhá, ghi vào cô nha. Đó, cái cô đang muốn như vậy các bạn nhé, ghi vào cô luôn nhá. Rồi, ok, he studies, chính xác rồi, rất nhiều đấy. Các bạn ơi, cho cô thêm những cái ví dụ người cho nào, những động từ ở kết thúc bằng đuôi y dài nhá. Mình bỏ y dài nào, thêm es này, và những cái động từ ấy mà mình chỉ cần thêm s không nào, cho cô nhiều hơn nào mọi người ơi, cô cần thêm nhá. Ok, cô cần thêm nào. Come on, guys. Cô cần thêm những cái động từ khác nữa mọi người nhá. Come on, trời ơi lâu quá xong thì ai comment này, hay là mạng đang lag rồi nhờ mọi người nhỉ. Ok, ghi vào cô mọi người ơi. Rồi, ok, cô đang chưa thấy bạn nào comment thêm. Rồi, có từ flies này, ok, yes. Còn bạn nào không mọi người, comment thêm với cô nào mọi người ơi. Come on. Yeah, buy, chính xác rồi, buys. Ok, buys. Rồi, he buys. Ok, goes, chính xác. Ok, mình sẽ có believe I can fly. Ok, studies. Ok, hoàn toàn đúng này. Rồi, tiếp theo nhá, thì cô trò mình sẽ có một trường hợp khác nữa này, đó chính là vừa xong ấy, đoạn đầu tiên ấy thì cô trò mình có nhắc về những cái trạng từ chỉ dẫn xuất ấy đó. Vậy thì ngoài trạng từ chỉ dẫn xuất cô đưa lên bảng là every day này hay là gì đó, thì cô còn những cái trạng từ chỉ dẫn sau, cô cùng nhắc lại các bạn như sau nhá. Đầu tiên mình sẽ có chính là never này, rarely. Never là hiếm khi, gọi là không bao giờ rồi, never không bao giờ cả nhá. Tiếp theo này, rarely, rarely là hiếm khi nhá. Occasionally nghĩa là gì nhá, tùy dịp thôi nhá. Sometimes là thi thoảng nhá, usually là thường thường, và cuối cùng gọi là mức mà có cao nhất của việc hay làm nhất này, đó chính là always. Ok, always đó, ghi nhớ cái cực kỹ cô nhé. Có vô số bạn, hẳn luôn là vô số bạn đang nhầm cái này nhá, nhớ là cái sometime này phải có s thì mới mang nghĩa là gì đây, là thi thoảng thôi nhá. Còn đâu nếu các bạn kiểu như là some và time viết cách nhau này, hay some và time đó mà viết liền nhau không có s thì là một cái ngữ nghĩa hoàn toàn khác luôn. Nên mọi người nhớ kỹ thật kỹ cho cô là cái này nhớ phải thêm s cho cô nhá, cái sometimes này đó, cực kỳ nhiều bạn quên luôn đấy và cũng rất là lo lắng, các bạn nhớ ghi cô vào nha. Đó, rồi tiếp theo thì cô trò mình sẽ còn những cái nữa, và cái đầu tiên mình sẽ có every day này, được chưa nào? Vậy thì thay thế cho đây mình sẽ có là every week, every month, every year, every morning. Đó, ok. Tiếp theo này, ngoài những cái từ khu vực cái trên nó hơi bị gọi là normal rồi, mình dùng ai cũng dùng rồi, thì mình sẽ có một từ nâng cấp một tí là daily. Ok, daily là hàng ngày này, bằng với day, everyday luôn, mỗi ngày nhá. Tiếp theo, weekly, ok, là hàng tuần, monthly, ok, quarterly, đó, yearly, ok, kiểu như là hàng quý này, hàng năm này, đó, nhanh chóng ghi từ vựng này vào cô nhá. Đó, bên cạnh đó mình sẽ có là once, twice, three times, four times, a week, a day, a month, a year. Ok, một, hai lần, ba lần, bốn lần, mỗi ngày, tuần, tháng, năm, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm nhá. Chứ nào, một tuần, một năm, một lần, một năm chẳng hạn đó, hay là ba lần, một năm đều được cả nhá. Tiếp theo thì mình sẽ có những cái từ nhận biết như kiểu là trợ động từ này, và những cái từ kiểu như là hiện tại đâu này, thì mình sẽ thường sắp xếp nó ở đứng đằng trước động từ thường, ok chưa, và đứng đằng sau động từ to be và trợ động từ các bạn nhé. Ghi vào câu về cái vị trí của nó trong câu để khi mình sử dụng thì mình không bị nhầm lẫn nhá, tại vì việc sử dụng nhầm lẫn thôi cũng dễ khiến chúng ta bị trừ điểm rất 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 là cực, rất dễ đấy, nên mà chúng mình đừng để cái trường hợp phí ngoài nó xảy ra nhá. Ok, ghi vào cô nhá, ghi luôn vào cô nhá. Rồi, tại sao, lý do vì sao mà cô đang không thấy mọi người chat ở trên phần điện thoại của cô nhỉ? Ok, lag rồi, lại lag rồi, trời ơi là trời ơi, đau lòng quá các bạn ơi. Ok, quá là buồn luôn, quá là buồn luôn.
Trời ơi các bạn ơi, nếu mà bạn nghe tiếng cô nói ơi, các bạn giúp cô nhá, là chúng mình hãy gì nhỉ, comment cho cô là cô biết các bạn đang ở đó nha, không là cô thấy được Đúng không? Ok, cô biết các bạn đang ở đó mọi người không? nha. Đúng âm như thế này. Rồi, come on, come on. Em cũng thấy comment, cô cũng thấy comment mọi người ạ. Em đang xem bình thường này, An bảo xem bình thường. Đó, nhưng bạn khác thì sao? Thì cô bật thử lại cái livestream ở trên điện thoại xem sao nhá. Rồi, ôn Huyền Trang không chăm học, tại Lê Huyền Trang chăm học. Bình thường rồi, ok, bình thường lại rồi đúng không nào? Rồi, tiếp theo thì cô trò mình đã vừa xong nhé. Cô trò mình vừa xong nhé. Đó, chúng mình vừa xong, đã xong được cái phần đó chính là hiện tại đơn rồi. Ok chưa? Thì tiếp theo cô trò mình sẽ có nữa, đó chính là cái một cái thi hiện tại tiếp theo này. Nó cũng tương đối là quen thuộc nhé. Ok, rồi, vậy thì hiện tại tiếp theo của cô có đó chính là gì nhỉ? Trên bảng nào, what is cái này, what is he mọi người nhá, cô quên đổi chủ ngữ mọi người ạ, what is he nha, đó, what is he nha, ok, what is he doing now, ok, nhớ cô là what is he doing now, rồi, ok, anh ấy đang làm gì, what is he doing now, guys, ok, nhìn cho hình ảnh nào, what is he doing now, thuộc nhá, ok, rồi thì, ôi trời ơi, bật loa, ok, what is he doing now, guys, anh ấy đang làm gì? What is he doing now? Come on. Rồi. Yes. Ok. Phần này Duẫn chỉ bảo là place. Ok. Is playing và come. Rồi. Câu này nói luôn nhé. Là một câu khá là bẫy nhé. Như thế nào? Có hai câu trên bảng. Có một câu sẽ là bẫy. Câu không nói cả hai câu là bẫy. Nhưng một câu sẽ là bẫy đấy. Nhé. Một chức năng mà ít các bạn nào được dạy trên trường. Ok, rồi. Vậy ở trên bảng của cô nhá, phần tiếp theo này thì cô có đang là gì đấy? He is playing là câu đáp án của cô nhá. He is playing vì sao đây? Ở câu hỏi cô đang có một từ, đó chính là từ nào ở ngay thời điểm này nhớ được chưa nào, vậy thì người hỏi đang muốn hỏi là ngay thời điểm này thì anh chàng này đang làm gì được chưa nào, thì mình nhớ nhá chức năng đầu tiên của thì hiện tại tiếp diễn này và thì trên bảng cô này cô nói luôn nhá, đó chính là hiện tại tiếp diễn. Ok, vậy chức năng đầu tiên của hiện tại tiếp diễn đó chính là để miêu tả một hành động đang xảy ra ở ngay thời điểm đang nói này. Ok, đang xảy ra thời điểm nói nhá. Đó, và câu số 2 này là một câu khiến nhiều người sẽ bất ngờ nhá. Ok, và đáp án trên bảng cô này không phải là từ come như mọi người vẫn nghĩ, mà đáp án của cô sẽ là từ he always coming late. Ok, vậy lý do vì sao cô dùng always coming late nào? Thì cô hỏi cái tâm trạng của người nói đi nhá. You are always coming late. Vậy thì người đang nói này, người này, đấy, người đang happy hay là angry hay annoying? Nào các bạn ơi, người đang giận dữ này hay cảm thấy phiền này hay cảm thấy khó chịu? Các bạn ơi cho cô sẽ đoán nào, phiền, cảm thấy khó chịu hay là cảm thấy vui vẻ nào mọi người ơi? Come on. You always coming late. Ok, come on nào, cho cô biết nào. Câu nói của này, vậy thì câu số 2 của cô ấy đang thể hiện rằng là cái người nói này đang cảm thấy khó chịu hay là vui vẻ hạnh phúc mọi người? Come on, đang cảm thấy khó chịu vui vẻ hạnh phúc nào, cho cô một đáp án đi mọi người ơi. Khó chịu vui vẻ hạnh phúc nào, cho cô đáp án mọi người ơi. Come on. You are always coming late. Ok, phàn nàn chính xác rồi Mai Phương nhá, và cũng như là Thái Long này. Ok, Lê An và khó chịu này. Rồi, và tiếp theo là mình có thể nhìn thấy cái từ always mà cô vừa bế nó lên trước đó là gì nhỉ? Là cái thì dấu hiệu, một cái từ để dấu hiệu biết cho thì tự hiện tại đơn. Tuy nhiên rằng là ở trường hợp nhá, ở trường hợp này này, đó chính là một hành động lặp đi lặp lại nhá. Đó, lặp đi lặp lại cái việc mà làm người ta khó chịu này. Đó, khi người ta nói lên ấy, đấy, khi người ta nói lên thì chứng tỏ là nhá, cái hành động này lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi và người ta muốn nhấn mạnh thật kỹ rằng hành động này của bạn làm nó rất khó chịu, thì mình dùng đó chính là you are always coming late. Ok, rồi khó chịu quá rồi thì dùng một câu nhá là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn để có nhấn nó vào nhau nhá. Ok, vậy chốt lại cả hai câu trên bảng cô đang dùng đó chính là thì hiện tại tiếp diễn này. Ok, cả hai câu là hiện tại tiếp diễn luôn nhá. Rồi, và hiện tại tiếp diễn của cô này thì mình sẽ có nhá chức năng đầu tiên của nó này, đó chính là diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói. Ok, diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói luôn này. Ok, tiếp theo diễn tả hành động thường xuyên xảy ra và gây khó chịu cho người khác, thì khi người nói người ta nhắc đến ý, thì người ta muốn nhấn mạnh hành động đó của mình, nhưng người ta sẽ dùng cái thì đó chính là thì hiện tại tiếp diễn nha. Ok, ghi cho chị cô vào này, và nhớ rằng là nhớ là hành động gây khó chịu nhá, người khác nhấn vào đâu thì mình dùng nó chính là hiện tại tiếp diễn đó cô. Ok, ghi vào cô nhá. Rồi, ok, ghi vào luôn cho cô đi mọi người ơi. Đó, gây phàn nàn vực đức nhá. Ok, diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra thế nào nhá, all the time always chẳng hạn đấy, thì mình dùng một câu là hiện tại tiếp diễn nhá. Ok, chức năng số 2 của tiếp diễn đó đi vào cô nhá, nó gọi thế này, đó chính là diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra và gây khó chịu cho người khác thế nào, vậy người ta dùng đó chính là hiện tại tiếp diễn để nhấn mạnh một hành động đó. Ok, thế thôi. Ngoài ra thì mình sẽ có là diễn tả hành động đang xảy ra ở ngay thời điểm nói nữa cơ.
Ok, đơn thuần thôi, rất rất đơn thuần các bạn nhé, ghi vào cô luôn. Ok, rồi ghi vào nhé. Bạn nào ghi xong rồi thì ghi yes cho cô nha. Cô biết bạn đã xong rồi này, come on, không phải bị nhanh quá nhá. Come on, come on, come on. Nếu xong rồi thì nhớ ghi yes cho cô mọi người nhá. Rồi, come on everyone, cho cô nào. Nguyễn Phương Thảo không chịu học. Vẫn không chịu tha cho Nguyễn Phương Thảo. Ok rồi, tiếp theo nhá, thì cô trò mình sẽ một câu khác này. Câu này chúng mình sẽ cũng khá khá dễ bị đánh lừa mọi người ơi, cũng khá khá dễ đánh lừa đấy nhá. Rồi, nào, A or B, what is your plan for next week? Ok, kế hoạch tuần sau của bạn là gì nhá? Câu trả lời đầu tiên là I'm visiting my grandmother, I've booked my flight. Tiếp theo, I'm going to visit my grandmother, I've booked my flight. Ok, come on. Đáp án là gì nào? A or B, guys. A or B, A or B. Nào, come on, come on. Đáp án A or B nào. Comment thật nhanh cho cô nào. A or B, A or B. Come on, come on. Cho cô biết nào. A or B nào. Bùi Ngọc thì bảo là A. Rồi, đáp án nào. Ok. Bùi Ngọc Kim Thoa thì bảo là B. Nhớ. Rồi, very good. Kim Thoa bảo là B này. Hạ Vi bảo là A. Rồi, Ngô Cường và B. Cái tỷ số là 50-50 này. Hoàng Thanh bảo là A này. Cẩm Tú bảo là B này. Ok. Rồi, Thanh Thanh bảo là A. Hiện tại tỷ số vẫn là 50-50 nhá. Đó, các bạn khác nào. Nguyệt bảo là A này. Linh Linh bảo là A này. Vậy tỷ số bây giờ nghiêng nhiều về A hơn rồi đấy nhá. Quỳnh Trang bảo là A này. Trần Nguyên bảo là A này. Ok, nào, come on, come on. Cô cần thêm bạn ơi. Trong lớp mình có nhiều bạn hơn thế. Không phải mỗi bạn này đâu các bạn này mọi người ơi. Nào, Mai Phương bảo là B này. Bé Châu bảo là A nhá. Come on mọi người ơi, Kỳ Duyên đâu rồi, Kỳ Duyên tới đâu. Khang Hải đang bây giờ đâu rồi. Hải Yến này, A, Nguyễn Anh bảo là A này. Ok, Chu Lan Phương bảo là B. Rồi, vậy không để mọi người sẽ gọi là bị gọi là đua top nhanh quá, lâu quá, thì mình sẽ có đáp án cuối cùng của cô là chính là A nhá. Vì sao? Ủa cô ơi, kế hoạch sắp tới mà sao cô dùng được, hiện tại thì nó tiếp diễn này cô ơi nhá. Ok, đây cũng là một cái bẫy khá là lớn này, đó chính là nhá, hiện tại tiếp diễn và tương lai gần có những điểm chung với nhau, chúng nó có đều có thể có khả năng để nói về một kế hoạch trong tương lai nhá, đều có mọi người, đều có nhá, của bản thân mình nghĩ trong tương lai đều có được nhá. Tuy nhiên này, sự khác nhau nằm ở đâu? Đó chính là nhá, mọi người để ý về sau cô này, I've booked my flight. Ok, tôi đã đặt vé rồi. Đó, vậy nhá, nói chung là chúng mình đều nói về cái điều mà mình sẽ đến tương lai. Tuy nhiên rằng á, ok nhé, đồng ý cả hai cái đều kế hoạch rồi. Tuy nhiên rằng nhá, ở cái vế mà mình đã có kiểu như là đó có hành động là mình đặt vé rồi ấy, chứng tỏ là mình có những hành động thực tế để chuẩn bị kế hoạch đó rồi, thì mình sẽ dùng một câu là hiện tại tiếp diễn. Ok chưa nhá? Còn đâu nếu kế hoạch chúng ta chỉ nằm ở việc đó chính là mình khoanh ngày giờ, ok, và kể với người khác không ấy, thì mình hoàn toàn dùng là tương lai gần được. Ok chưa? Nhưng mà trong trường hợp này, kế hoạch của bản thân mình đã có những hành động mà cụ thể dành cho nó rồi, ví dụ như mình sẽ có là kiểu như là book my flight, ok, là mình thì như là mình đã đặt vé này, hay bách đồ này, hay đặt phòng khách sạn này, hay báo ông bà rồi đó, những hành động thực tế như vậy thì mình với cô đó chính là nhỉ, thì hiện tại tiếp diễn là cô thôi. Ok nhá, chức năng mà rất rất nhiều người mà không biết, và nhiều người rất nhỏ như là quy hoạch nó luôn hẳn và là gì nhỉ, hiện tại gửi tôi gần, nhưng không phải đâu nhá. Với những việc mình đã có sự ready rõ ràng rồi, như là mình sẽ làm cái máy bay này, bắt đồ này, hay là mình thông báo mọi người này, có tất cả nhiều kế hoạch như vậy rồi, hành động cụ thể rồi, thì mình dùng ở chức năng hiện tại tiếp diễn. Ok, ghi báo cô nhá, hiện tiếp diễn này diễn tả kế hoạch cụ thể trong tương lai mà đã có hành động cụ thể để thực hiện hành động luôn nhá. Đi vào cô diễn tả một kế hoạch cụ thể trong tương lai mà mình ấy, bản thân mình là người nói người ta ấy, đó đã kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch đó. Ok, đi vào cô nhá. Rồi, đi vào luôn cô đi nhá. Bà cụ giàu mạnh quá, ngàn ly không say. Ok. Rồi, đúng rồi bé Châu ạ. Tôi có thể đi thăm ông bà của tôi tương lai gần, kế hoạch chưa lịch sẵn sàng. Ok nhá. Nếu có rồi nhá, tương lai gần mình thực ra mình có ghi ngày rồi, có thể mình ok, có thể chắc chắn tuần sau mình sẽ đi đấy, nhưng mình chưa làm gì cho nó cả thì mình dùng tương lai gần thôi. Nhưng nếu mà biết tuần sau vẫn đi rồi, nhưng mình đã thậm chí đặt vé này, mình đã khách sạn này, đặt xe các thứ rồi, thì mình đúng là tương lai hơi lại tiếp diễn thôi nhá. Rồi, bà cụ hay cũng có. Ok rồi mọi người ơi, khi vào cô tập trung đi quá, uống rượu lái phân tâm quá. Ok, bài dừng lại rồi mọi người, bài dừng lại rồi. Ok. Ok, ghi vào cô nha mọi người, ghi vào nha. Ok rồi, tiếp theo này mình sẽ có một câu rồi nhá. Mấy câu này thì cô mời mọi người sẽ nhìn cô một cái phiên âm, chắc mọi người hơi lạ lạ cái này đấy nhá, nhìn phiên âm cô và điền cô cái từ của nó là ok rồi. Ok, chúng mình sẽ bỏ qua phần trên đi nhá.
Vào phần trên đi, vào phần trên này không, cô này không beautiful nha, Jenny beautiful nhưng cô này không nha. Ok, turn on the AC, is bottom này hotter. Ok, một chút mà để mọi người gọi là đỉnh. Mọi người sẽ gì nhỉ? Đoán là cô nào? Cô thấy comment không? Cô có Đình Thái ơi, cô thấy Đình Thái, Đình Thái nhá. Cô thấy Đình Thái rồi nha. Ok, cụ đăng rồi, ông bà rồi cô ơi. Rồi, ok, một chàng trai rất tuyệt vời, Thái Long, một chàng trai đã có nghĩa là comment Hà Nam này, Quỳnh Như này, ok, không phải phân tâm với ông bà già. Rồi, Quang Hồ này, ok, Hoàng Thanh này, chính xác rồi, mình sẽ có từ này từ Getting, ok, và ở trong từ Getting của cô này, mình đang có đó chính là gì nhỉ? Để thể hiện nhá, một sự thay đổi đang diễn ra, ok, bật điều hòa lên đi, nó đang nóng lên rồi nhá, đang nóng lên này, đó, thời tiết nóng lên chẳng hạn, mình dùng nó chính là gì đây, để thể hiện cái việc mà đang xảy ra, một cái tình trạng mà đang thay đổi, thì mình dùng hiện tại tiếp diễn đó cô nhá. Ok, vậy chức năng tiếp theo của thể hiện tiếp diễn đó chính là để gì đây, để diễn tả sự thay đổi đang diễn ra nhá, ghi vào cô, để diễn tả một sự thay đổi đang diễn ra thì mình dùng nó chính là hiện tại tiếp diễn, đơn thuần thôi nhá, dùng hiện tại tiếp diễn đó cô nhá. Ok, rồi, ghi vào cô luôn nhá. Hiện tại tiếp diễn này, để diễn tả sự thay đổi đang diễn ra. Turn on the AC, it's getting hotter. Ok, điều hòa đi, đang nóng lên rồi đấy. Trời ơi, đó, kiểu như vậy nhá. Rồi, ok, come on. Rồi, ok, very good, getting này. Rồi, very good. Rồi, Cẩm Tú này, very good này. Rồi, các bạn khác cũng thế này. Rất tuyệt vời, cô nhìn thấy hết rồi nhé mọi người nhé. Ok, vậy chốt lại cô trò mình sẽ thấy chức năng tiếp theo của thể hiện tiếp diễn. Đó chính là đầu tiên, diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói. Ok, rồi, tiếp theo đó chính là diễn tả một kế hoạch sắp xảy ra và đã có hành động cụ thể chuẩn bị cho nó rồi. Thì mình vẫn dùng vào cô đó chính là hiện tại tiếp diễn các bạn nhé. Ok, hiện tiếp diễn này, để nói về một kế hoạch sắp xảy ra và đã có hành động cụ thể chuẩn bị cho nó rồi nhá. Ok, tiếp theo mình sẽ có đó chính là để diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại và làm người khác khó chịu. Đó, nhớ là khó chịu nhá. Đấy. Và người nói muốn nhấn mạnh vào cái hành động đó của bản thân mình ý, của người khác ý. Đó thì mình dùng cô đó chính là hiện tại tiếp diễn luôn. Cuối cùng thì mình sẽ có là diễn tả một sự thay đổi đang diễn ra cũng là dùng hiện tại tiếp diễn. Rất đơn thuần thôi các bạn nhá. Đó, ghi vào cô nhá. Ghi vào cô nhá. Mạnh quá cô ơi. Ghi vào cô luôn mọi người nhé. Đó, bốn chức năng cụ thể diễn như vậy. Ok, rồi. Cô đọc lần nữa nha mọi người, bạn nào chưa ghi được thì ghi vào cô nhé. Đầu tiên, diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói. Ok, tiếp theo, diễn tả một kế hoạch sắp xảy ra và đã hành động cụ thể cho nó rồi. Ok, và thứ ba đó chính là diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại và gây khó chịu cho người khác thì mình để nhấn mạnh hành động đó ấy. Đấy, và sự lặp đi lặp lại đấy thì mình dùng cô vẫn là thì hiện tại tiếp diễn mà thôi. Ok, rồi, tiếp theo diễn tả sự thay đổi đang diễn ra nữa nhé. Rồi, ok, vậy đây cũng chính là 4. Chúng ta lại tiếp tục nhận cú lừa thế kỷ mang tên thì nha. Yeah. Đó, vấn đề đấy mình biết thì đấy rồi đấy, nhưng mình không cụ thể biết nó là cái gì để làm gì đấy. Cái vấn đề nằm như vậy nhá. Đó, rồi, ok. Thì bây giờ cô cho mình sẽ đi đến gọi là công thức của nó. Công thức này dễ hơn nhiều nhá, một cái thôi nhá. He is playing video games. Ok, vậy công thức này, đầu tiên khẳng định mình sẽ có là chủ ngữ cộng am is are cộng verb in và cộng object. Siêu đơn giản và ghi nhớ cô nhé, là phải có verb in nha cô. Với hiện tại tiếp diễn nha, là phải có verb in đó. Đó, và verb in này phải đứng đằng sau một cái am, is, are nữa, to be nhá. Tiếp theo là mình sẽ có đó chính là chủ ngữ này, cộng am, is, are, cộng với cả not nhá. Nhớ là có not đấy. Và cộng verb in, cộng với cả object thì đây chính là gì nhỉ? Thể phủ định của thì hiện tại tiếp diễn nhá. Tiếp theo nghi vấn thì mình sẽ có am, is, are này, cộng chủ ngữ này, cộng verb in và cộng object. Tiếp theo mình sẽ có wh word, word hay còn gọi là gì nhỉ, cái từ để hỏi đứng trước am, is, are, cộng chủ ngữ, cộng verb in và cộng object, những phần đó nhá. Tương tự như vậy thì ở trên cuộn nói rồi. Ok, am, is, are sẽ đi cùng với chủ ngữ thế nào, hoàn thành xong rồi nhá. Ok, ghi vào cô nhá. Rồi, chuẩn luôn bé Châu ơi, chuẩn luôn nhá. Bạn bé Châu vừa giúp cô này, đó chính là còn dấu chấm than. Ô, cô có mà mọi người, cô chuẩn bị nói đây nhá, yên tâm cô sẽ nói đây nhá. Đó chính là cái dấu hiệu nhận biết của cái hình hiện tiếp diễn này, đó chính là có ở trong câu ấy có trạng từ chỉ thời gian, ví dụ như là now này, right now này, at moment này, at
present này, at the cụ thể này. Đó, ví dụ mình sẽ có là I'm not listening to radio at the moment. Tôi hiện tại tôi đang không nghe cái radio nhá. Hoặc là cái hiện tại đâu hiện tiếp diễn là cô sẽ có trong những câu mà có từ như có look này, listen này, keep silent, những cái từ nó mang tính nó ra lệnh ấy mọi người nhá. Cái câu command. Ok, câu ra lệnh này. Đó thì mình dùng cô là cho hiện tại tiếp diễn nhá. Rồi, ghi vào cô luôn nhá, ghi luôn vào cô. Ok, nhanh chóng nào. Rồi, come on guys, cho cô nào. Đó, cho cô cái đáp án của cho mình ghi cho cô vào những cái này nhá. Ok, rồi vậy chúng mình đã đăng được thì tiếp theo chúng ta hiện đã tiếp diễn rồi, chúng mình sẽ còn hai thì nữa nhá. Thì này cô sẽ đưa những cái ví dụ mà rất rất gần gũi của chúng ta thôi nhá. Nhìn này. Ok, Hòa started to learn English in 2011. Ok, tiếp theo he's still learning it now. Đó, anh chàng này vẫn đang học cái môn này, vẫn đang học nhanh đấy nhá. Ok, vậy thì mình sẽ cho cô nào. Vậy thì mình sẽ viết cả câu ra nhá. Vậy thì tức là thời điểm này này, anh học từ năm 2011 rồi. Vậy thì hiện tại này thì anh chàng này vẫn gì đây? Đang học mà nhá. Đã học đến ghi nhận thời điểm hiện tại này. Ghi nhận thời điểm hiện tại này. Đó, thì mình đang có đó chính là anh này, anh học bao nhiêu năm rồi mọi người? Nhìn trừ cộng trừ thôi. 2021 trừ 2011 bao nhiêu năm mọi người? Bao nhiêu năm đây? Ghi vào cô nhá. I'm not falling in love right now. Cũng được, không sao cả. Vẫn được thôi, đi vào cái nội dung muốn truyền tải là gì thôi nhá. Ok, cho cô biết nào. Rồi, vậy 2021 trừ đi 2011 là gì nào? Come on. Là bao nhiêu năm đây? Bao nhiêu năm nào? Come on. Đáp án là gì đây? Nào, 2011, 2021 trừ 2011 là bao nhiêu? Yes, ok, 10 năm nhá. Được rồi nào, ok, đồng ý nhá, 10 năm ít hơn, không sao cả nhá. Cô tạm cho là 10 năm đi, mình sẽ có đáp án là gì đây nhá. Ok, he has learned English for 10 years. Ok, vậy anh chàng này đã học tiếng Anh trong 10 năm rồi. Ok, vậy thì đây cũng là thì nào mọi người? Mọi người biết là thì nào không? Has cộng với verb và cái phân từ này thì là thì nào? Has cộng với các verb và phân từ là thì nào đây? Yeah, tuyệt vời quá Cẩm Tú ơi. Hòa has learned English for 10 years. Ok, very good. Rồi, he has studied English for 10 years. Ok, very good này. Rồi, vậy thì câu này của cô là thì nào mọi người biết không? Đúng, mọi người biết thì nào đấy? Thì nào đây? Yeah, hiện tại hoàn thành. Chính xác rồi, hiện tại hoàn thành nhá. Và chính xác vậy nhá, cô có hiện tại hoàn thành này. Và với hiện tại hoàn thành này của cô này thì cô sẽ có chức năng đầu tiên của nó là để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ. Ok chưa? Và kéo dài hiện tại nhá. Và vẫn có khả năng sẽ tiếp diễn tương lai. Ok, nhớ nhá, kéo dài tới hiện tại này. Và vẫn còn có khả năng, có thể nhá, anh chàng này hiện tại thời điểm bây giờ thì anh ấy không phải anh học luôn bây giờ nhá, thời điểm anh ngồi học hay là gì cả nhá, hay anh ấy có thể anh ấy stop thời gian chẳng hạn đấy, ngày xưa học rồi và hiện tại anh ấy phỏng vấn xin việc, anh bảo rằng là em nghĩ là anh phù hợp công việc này vì em đã học thì anh khoảng 10 năm rồi nhá. Vì không, nhưng mà điều này không có nghĩa rằng anh ta sẽ không học tiếp theo, chỉ có khả năng anh sẽ học tiếp thôi, không chắc chắn 100% anh ta sẽ học duy trì tận bây giờ nhá. Thì bình thường cô là chúng ta hiện hoàn thành. Ok, diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và còn có khả năng sẽ có khả năng, nhớ cô nhé, là còn có khả năng kéo dài tiếp diễn trong tương lai. Ok, ghi vào cô cái chức năng đầu tiên của hiện tại thành, đó chính là để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhá, kéo dài tới hiện tại và vẫn còn có khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai, thì mình dùng một cô đó chính là tại hoàn thành. Ok, ghi luôn vào cô nhá. Đó rồi, present perfect. Ok, vậy thì nhá, đối với các bạn này, có những bạn học 10 năm xong không thì mình có này nhá, dù sao tiếng Anh có sẽ 4 kỹ năng này, nghe, nói, đọc và viết. Học 10 năm học cái này thì phải giỏi kia đúng không nào, thì mình tạm thời suy luận ra một điều nhá, đó chính là ở thời điểm bây giờ này đó, thì anh chàng này nói tiếng Anh làm sao nhở, bạn ấy cơ sao nhở, có thể là sẽ hay, thì cô sẽ có câu trả lời như sau nhá. Trời ơi, mạng lại chậm rồi, hình như mạng cô lại hơi chậm mọi người ạ. Come on. Ok, mọi người ơi, xem mạng cô có chậm, mọi người ơi, có nghe thấy cô nói gì không? Hello, hình như mạng này hơi chậm mới sao ấy? Ok, hơi giật giật thôi đúng không? Ok, đó. Tiếp theo nào, thì mình khi mình biết
ngoài rồi nhá, bạn ấy bảo bạn học được 10 năm rồi, thì để suy ra rằng là bạn ấy có thể nhá, có thể nhá là mình sẽ gì nhỉ, mình em sẽ có một cái đó chính là suy luận ra rằng bạn này này, bạn ấy có thể sẽ không nói cho anh nữa thì mình sẽ nói sau nhá. Hiện tại thời điểm này cô tiếp xúc bạn Hòa, nếu bạn Hòa là anh hay này thì cô sẽ nói là he has learned English for 10 years and he speaks English well. Ok, bạn nhìn này, hiện tại cái thì ở dưới của cô là thì gì nhỉ? Hiện tại đơn. Ok, vậy thì nhớ nhá, cái chức năng tiếp theo của hiện tại hoàn thành nữa đó chính là gì đấy? Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhá và để lại dấu hiệu này hoặc hậu quả hiện tại này. Cái hành động anh ấy bắt đầu học tiếng Anh này. Ôi chưa, nó có để lại hiện cái hậu quả và chính là gì đấy, anh ta gì đấy không, nó nhanh giỏi thôi, nó nhanh tốt. Ok nhá, ghi vào cô nhá. Ok, ghi vào cô này, diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, ok, và để lại dấu hiệu và hậu quả hiện tại, ghi vào cô nha. Rồi, ok, ghi luôn vào cô nhá. Đó, diễn tả động xảy trong quá khứ này và để lại dấu hiệu hoặc hậu quả ở hiện tại nữa. Ok, thì mình dùng cô là hiện tại hoàn thành nhá, ở phần đằng trước. Ok, và dĩ nhiên là kết quả bây giờ dùng hiện tại đơn nên bình thường thôi nhá. Đó, ghi vào cô nha. Rồi, ok. Rồi, và chúng mình đã xong rồi cái thì này nhá. Rồi, tiếp theo mình sẽ có một cái này, món ăn siêu siêu ngon luôn mọi người ạ. À, siêu siêu ngon luôn. Đúng, mọi người ăn này món ăn gì? Món ăn gì đây mọi người ơi? Mọi người nhìn thấy món ăn gì đây mọi người? Alo alo. Món này là món ăn gì mọi người nhìn thấy không? Món mà cô gọi là my favorite. Ok, món mà cô siêu thích luôn, siêu đam mê mọi người ạ. Đó, vậy đố mọi người bạn lạc quan lên các bạn ơi. Rồi, ok, đố mọi người biết món ăn trên bảng cô là món ăn gì nào? Come on. Món ăn gì đây? Món ăn gì đây? Bún đậu. Bún đậu à cô? Yes, ok, chính là nó nhá, chính là nó này. Ok, bún đậu mắm tôm nha. Yes. Ok. Vậy ở tiếp theo của cô nhá, cô cùng cô hội thoại này nha. Ok, rồi. Cô thoại như sau nhá. Đó. Ok, what are you eating? Ok, bạn đang ăn gì đấy? Rồi. Miss Thảo lên trả lời. This is bún đậu mắm tôm. Ok, rồi. This is mắm đậu mắm tôm. Và anh chàng này có vẻ những tò mò. Anh ấy bảo là ok, let me try nhá. Để tôi thử xem nào nhá. Ok. Và anh ta bảo sau đây tiếp theo người anh ta bảo rằng là đây là lần đầu tiên tôi ăn ấy, thì đố một biết để mà nói đây là lần đầu tiên tôi ăn thì nói nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi ăn à? Đầu tiên lần đầu tiên tôi ăn là gì đây? Nói nào nhỉ? Lần đầu tiên tôi thử cái món này nói nào đây mọi người? Come on. This is ok, very good. Mình sẽ có câu trả lời là this is the first time I have ever eaten this kind of food. Ok, đây là lần đầu tiên mà tôi ăn cái món như này. Đó, ok, và để ý này, cái phần gạch chân ấy, đây là thì gì mọi người nhận ra không? Nhận ra không? Đây chính là gì? Hiện tại hoàn thành, chính xác rồi. Ok, vậy chức năng tiếp theo của hiện tại thành này, đó chính là để diễn tả kinh nghiệm và trải nghiệm ở trước nhá. Ok, trải nghiệm trước của mình không có cái món này được đơn. Ok, thì mình cũng nói thôi, vẫn dùng hiện tại thành cho cô nhé. Diễn tả kinh nghiệm này và trải nghiệm của bản thân mình thì mình dùng cho cô đó chính là hiện tại hoàn thành nhá. Ok, vậy tiếp theo nào, vậy với một fan hâm mộ như cô nhá, một fan hâm mộ cực kỳ lớn với bún đậu mắm tôm thì cô sẽ có câu trả lời đó chính là I have eaten this many times. Ok, mình đã ăn món rất là nhiều lần rồi. Đó, ok, vậy thì ở trên này cô nói cho cô ấy, thì cô vẫn đang dùng đó chính là hiện tại hoàn thành nốt. Vì sao? Vì chức năng của thì này, chúng mình còn chức năng nữa, đó chính là diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. Ok, ghi vào cô nhá. Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong quá khứ thì cô cũng sẽ dùng đó chính là hiện tại hoàn thành. Ok, ghi vào cô luôn nhá. Rồi, hiện tại hoàn thành này, come on. Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong quá khứ thì mình sẽ vẫn dùng hiện tại hoàn thành mà thôi nhá. Ok, và vẫn còn nữa chức năng cuối cùng này. Đó, chức năng cuối cùng của cô đó chính là gì nhỉ? Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian đúng không nào? Ừ thì cô ăn bún đậu mắm tôm nhiều đấy, cũng không nhớ là hôm nào cô ăn, không nhớ rõ nữa, nhưng mà đã ăn rất nhiều lần rồi. Ok, hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi nhưng không nhớ rõ thời gian lúc nào. Đó, không cần nhấn mạnh thời gian lúc nào, chỉ cần nó truyền truyền đạt đơn thuần thôi là mình đã từng ăn quá khứ rồi và rất nhiều lần rồi thì mình vẫn dùng một câu hiện tại hoàn thành nhá. Ok, chức năng cuối cùng của hiện tại hoàn thành đó chính là diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian thì mình dùng một câu là hiện tại hoàn thành. Ok, đi luôn cô bà nhé. Đó, rồi.
Rồi, okay. This is the first time I have ever eaten this food. Okay, very hay quá. Rồi, I ate bún đậu mắm tôm. Okay, very good, very good. Rồi, okay. Vậy đây chính là chức năng cuối cùng của hiện tượng thành rồi nhá. Đó. Okay, chức năng này đầu tiên diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhá và kéo dài đến tận hiện tại và vẫn còn khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai. Ok, nhớ ý. Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ này kéo dài tới hiện tại và vẫn còn khả năng sẽ tiếp diễn ở trong tương lai thì mình dùng đó chính là hiện tại hoàn thành. Ok, tiếp theo này, diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài tới hiện tại vẫn còn đang tiếp diễn tương lai. Câu này vừa nói trên là nhớ nhé, vì sao nói hai lần, đó chính là nghe này, cái từ có thể rồi nhá, đó, có thể thôi. Ok, có thể sẽ gặp xảy trong tương lai thôi nhá, cô không nói 100% chắc chắn bạn Hòa này bạn sẽ học tiếp, không biết mà đúng không, bạn ấy bảo xin việc thôi, biết đâu xin việc được xong bạn không học nữa, đúng không nào, thì mình nhớ nhá là cái diễn tả hành động nào mà kiểu như là đến record đến tận thời điểm này, lưu thôi. Này là bạn học 10 năm rồi, ok, thì mình dùng cái câu là hiện tại hoàn thành nhá, đó. Và bên cạnh đó thì mình nhớ này, những hành động nào xảy ra quá khứ nhá và vẫn còn hậu quả này ở thế nào đến tận hiện tại thì mình vẫn dùng cái câu là thì hiện tại hoàn thành cho cô nhá. Ok, tiếp theo thì mình sẽ có chức năng là diễn tả kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân mình. Ok, diễn tả kinh nghiệm và trải nghiệm bản thân mình này. Ok, this is the first time I have eaten this kind of food. Ok, đây là đầu tiên tôi ăn loại món ăn này nhá. Rồi, tiếp theo diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần quá khứ. I have eaten this food many times before. Ok, tôi ăn món này rất nhiều lần ngày trước rồi. So, so delicious. Ok, it's super, super nice. Rồi, tiếp theo diễn tả hành động xảy ở trong quá khứ nhưng không rõ thời gian các bạn nhá. Đó, diễn tả hành động xảy ở quá khứ nhưng không hề rõ thời gian lúc nào, chỉ cần muốn miêu tả về thôi thì mình dùng một câu là hiện tại hoàn thành nhá, rất đơn thuần như vậy. Ok, rồi tiếp theo nào thì cô cho mình sẽ có cái công thức này. Công thức này cũng khá đơn giản, thì mình nhớ cô một cái lưu ý nhỏ nhỏ ấy, đó chính là luôn luôn nhá, với hiện tại hoàn thành này thì mình cho cô là quá là cái verb ấy, là verb quá khứ phân từ cô, tức là verb của cột 3 rồi nhá. Đó, cột 3 và những từ nào mà mang tính là gì nhỉ, mất quy tắc ấy. Ok, còn những từ nào có quy tắc thì mình chỉ đơn thuần thêm y là xong. Nó là nữa này, đó chính là với cái công thức của cái hiện tại hoàn thành này thì mình nhớ cô là cái verb của cô này sẽ là verb mang nghĩa mà mang cái tính chất là verb quá khứ phân từ thôi nhá. Ok, have và has này quá khứ phân từ. Ok. Đó, và verb quá khứ phân từ thì thường nằm ở cột 3 vừa trong bảng động từ bất quy tắc. Còn nếu không thì mình chuyển thêm ed là như bình thường là xong nhá. Tiếp theo là mình sẽ có là chủ ngữ này cộng have been hoặc hasn't cộng với cả verb quá khứ phân từ cộng object, từ để hỏi tương tự này, đẩy have và has đằng trước, cộng chủ ngữ này, cộng verb hoặc phân từ và cộng với object nhá. Ok, và với những câu từ để hỏi thì mình thêm cái câu có từ để hỏi và xong là xong nhá. Và dĩ nhiên rồi, thắc mắc này có have và has thì has sẽ đi cùng với những chủ ngữ số ít, mang là he, she, it này và danh từ số ít luôn. Còn đâu là have sẽ đi cùng với những danh từ số nhiều là I, you, we, they và danh từ số nhiều. Nhớ nhá là I đi với have rồi nha. I have, I have, I have, I have. Ok. Đó cô mọi người nha. Đó, ngay lập tức này, ghi ghi vào cô luôn nhé. Ok, ghi vào cô để chúng mình có thể là chúng mình move on to phần tiếp theo nhá. Rồi, và yên tâm rằng là cô sẽ vẫn tặng lớp mình một cái handout cuối giờ hôm nay nhá. Có bài tập này, có cả cái tổng hợp kiến thức nữa, yên tâm cô sẽ tặng. Ok, rồi tiếp theo nhé. Tiếp theo này thì cô trò mình sẽ còn cái thì cuối cùng phải làm việc với nhau thôi. Đó chính là gì đây? Nhìn cô này, ở trên bảng hình ảnh rất quen thuộc nhá. Cô gái này, nếu mà nhìn kỹ này, nếu nhìn kỹ nhá thì cô gái này vẫn đang gõ đấy nhá. Ok chưa? Rồi, she này type this email 1 hour. Ok, she still typing it now. Rồi cho cô biết nào, chúng mình đang sẽ dùng A or B đáp án chính xác nào? A or B guys. A or B sẽ đáp án chính xác nào? Choose the best answer. Ok. A or B sẽ là đánh răng nào? Come on, come on. Rồi, A or B. Ok. Rồi, verb, verb này, verb 3 mọi người nhớ. Verb, verb có phân từ ấy, nhớ. I have never eaten bún. Why, Sang ơi, tại sao không ăn bún đậu mắm tôm? Ăn đi chứ. Người Việt Nam phải ăn bún đậu mắm tôm chứ, ngon lắm. Phải ăn đi. Ok rồi, rất nhiều bạn đã gọi là B đúng không? Ok. Nhưng mà nhá, để ý cho cô một tí này, để ý cho cô một tí nhá. Đó là ở cái phần mà dấu ngoặc ngoặc nho nhỏ của cô ở dưới, đó là she still typing it now. Đó, cô ấy vẫn đang viết nó. Ok chưa? Vậy thì ở đây này không phải tự nhiên mà cô nói câu này, tự nhiên mà tí cô muốn mở ngoặc ra nhá. Cái dụng ý của người nói là bản thân cô này là muốn nhấn mạnh vào hành động đó, cái sự liên tục của nó.
Ok chưa? Vậy thì cô ấy chọn đáp án đây là gì đây? Đáp án là B. Ok. She has been typing this email for one hour. Ok. Cô ấy đã viết email phải 1 giờ, 1 tiếng rồi đang ngồi viết nhá. 1 tiếng rồi vẫn đang ngồi viết email này. Hiểu không nhỉ? Tức là người nói là cô này, cô đang muốn truyền tải và nhấn mạnh rõ ràng sự mạch lạc, sự liên tục. Được chưa nào? Sự liên tục của hành động này trong cái từ kéo dài liên tục từ quá khứ hiện tại và tương lai vẫn tiếp tục không có điểm dừng. Đó thì mình dùng là chính là từ hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ok, ghi vào cô nhé. Đó, chức năng tiếp theo của hiện tại đầu tiên hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó chính là diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ nhá và đang tiếp tục ở hiện tại luôn và nhấn mạnh tính liên tục của nó nhé các bạn nhé. Nhớ cô là dụng ý của người nói này nó sẽ có một vài điểm xem và tương đồng với hoàn thành. Tuy nhiên rằng là nhớ nhá là dụng ý của người nói là muốn nhấn mạnh tính liên tục. Ok, tính liên tục của hành động của người của cái người mà đang nhắc đến. Chính vì thế dùng nó chính là từ hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ok, ghi vào cô nhá. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này để nhấn mạnh diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại. Nhớ nhá là đang tiếp tục hiện tại này. Nhấn mạnh thì tiếp tục luôn. Ok, ở cái thì hiện tại hoàn thành kia mình chỉ có thể là mình sẽ tiếp tục hiện tại thôi, không nghĩa là ngay bây giờ đang làm nhá. Nhưng cái này thì mình kiểu nhấn mạnh là việc này đang duy trì một khoảng thời gian rất là dài. Ok, thì mình dùng nó chính là hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó cô nhá. Ghi luôn vào cô đi nhá, ghi luôn vào đi nhá. Rồi. Ok, nhấn mạnh. Có một không nhảy chữ nào vậy? Ok, nhảy chữ khác à. Rồi, nói lần nữa cho bạn nào chưa nhìn thấy nhá, đó chính là để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ này và đang tiếp tục ở hiện tại để chưa nào và nội dung nó là mình muốn nhấn mạnh vào cái sự liên tục của hành động đó thì mình sẽ dùng logo là hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhá. Ok, ghi vào cô cái chức năng này đi nhá. Cô ấy đang ăn bún đậu, cô không phải ăn bún đậu mọi người ơi, cô đang dậy mà, trời ơi oan quá, cô không phải ăn bún đậu mọi người ơi. Ok, tiếp theo nào, tiếp theo nhé, mình sẽ có này, ok, một cái chức năng cuối cùng thôi, cuối cùng thì lại đơn, để diễn nhé, hiện tại hoàn thành tiếp diễn này, như sau này, ok, một chú mèo đang mệt mỏi đúng không nào, ok, tired now, I clean the yard 4 p.m. rồi, A or B, I'm tired now because I've been cleaning the yard since 4 p.m. rồi, I'm tired now because I've cleaned the yard for 4 a.m. Câu này sai sai trái rồi nhá. A or B nào mọi người ơi. A or B. Rồi, cô làm cực không? Hơi hơi cực thôi nhưng không sao cả. Cô thấy là xứng đáng khi mọi người nhìn có thể dễ hiểu hơn thì cô thấy rất xứng đáng nhá. Đó, hơi hơi mệt một tí thôi Huy ạ. Một chàng trai vô cùng ấm áp luôn hỏi cô có mệt không chứ. Trời ơi, đáng yêu thế. Trời ơi. Rồi, ok. Quang Huy bảo là A, Huy Dẫn bảo Hạ Vi cũng bảo là A này. Ok, số lượng người đang comment ít đi. Nào, mọi người comment nhiều lên nào. Tại sao đang họp mà không comment vậy? Tham gia nhiều vào thì mình nhớ lâu được mọi người nhá. Tham gia thật nhiều vào thì mình nhớ lâu được mọi người ơi. Ok, rồi. Gần như 100% này các bạn đang chọn là A. Và đáp án cô đúng là A thật mọi người ạ. Nhá. I'm tired now because I've been cleaning the yard since 4 p.m. Ok, rồi. Và cái này nhá, các bạn tự cô ơi cô vừa dạy em rõ ràng là em dùng hiện tại họ đã hoàn thành cơ mà, nhưng mà nhớ này, có một lỗi ngữ pháp như sau, đó chính là đối với mốc thời gian ấy, thì mình không dùng for. Ở thế nào? Ok, mình dùng since cơ, vậy đáp án B chắc chắn là sai rồi nhá. Tức là ở trong cái việc này, đó, mình hoàn toàn có thể được quyền dùng hiện tại hoàn thành được không sao cả. Nhưng mà đây là mình nhấn mạnh kết quả nó nhá. Nhấn mạnh kết quả này và nhấn mạnh hành động này vừa mới kết thúc xong. Đó, nhấn mạnh kết quả vừa mới kết thúc xong ấy đấy thì mình dùng logo là hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhá. Ok, diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ nhưng chúng ta quan tâm đến kết quả tới hiện tại. Tức là gì đây? Nghĩa là hiện tại chúng ta ngồi đây và anh này đang bệt bở hơi tai ra. Đó, mình bở hơi tai ra và cái việc mà kiểu như là vừa mới làm xong ấy, vừa mới xách tay xong ấy đấy thì mình sẽ dùng logo là hiện tại tiếp diễn nhá. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó cô. Ở cái thì này ok đó một sự khác nhau nho nhỏ thôi, nói chung rằng là hai cái thì hiện tại hoàn thành này và thì hiện tại hoàn thành diễn ấy nó không có kiểu như là điểm khác biệt của nhau thì nói chung là không, nó vẫn nhập nhằng với nhau khá là nhiều. Tuy nhiên rằng quan trọng nhất là cái gì đấy, cái nội dung mà người nó truyền tải là cái gì. Ok nhớ thì mình sẽ dùng một câu là ở thời điểm này này, khi mà nói rằng quá là mệt mỏi rồi, hậu quả đang vừa mới xảy ra xong đó, hậu quả vừa mới xảy ra xong nhá, nhớ cô nào, thì mình dùng một câu là chính là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I'm tired now because I've been cleaning the yard since 4 p.m. Ok, đó ghi cô. Và cái thì này cô, hiện tại cái diễn này chỉ có hai chức năng thôi, đó chính là diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại nhá, và nhấn mạnh cái tính liên tục của nó thôi. Rất rất đơn giản nhá. Ok, rồi chức năng số 2 là để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ này, được chưa nào? Nhưng chúng ta
tâm kết quả mà vừa mới xảy ra xong. Nhớ nhé, là kết quả vừa mới xảy ra xong đấy thì mình dùng cô là hiện tại bạn tiếp diễn nhé. Còn câu đằng trước cô là bạn Hòa, bạn giỏi tiếng Anh ấy, nói rằng anh không nghĩ là bây giờ bạn mới giỏi, mà cái việc bạn giỏi có thể là tiếp xúc từ lâu rồi, có từ lâu rồi, ok chưa, thì mình dùng phần này tiếp diễn nhé. À, hoàn thành hiện tại thành thôi nhé. Còn trong trường hợp là kiểu như là muốn nhấn mạnh hoàn cái kết quả nó vừa mới xảy ra xong nhé, vừa mới xảy ra xong ấy, thì mình dùng cô là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ok, đi vào cô nhá. Đó rồi, ok, đi vào cô luôn nhá. Nguyễn Ngọc, em còn chưa thấy các bạn A rồi, chắc với em muốn đậu rồi cô. Cô A rồi, ok, rồi xong đơ luôn. Cô đứng hình, lại đứng hình. Trời ơi, trên màn hình em cô vẫn đang cười. Thì cô sẽ cười liên tục lúc mà đứng hình nếu không bị mếu. Rồi, ok. Đi dẫn thấy bình thường rồi nha. Yes, ok, hopefully cô đứng hình. Trời ơi, nhưng cô sẽ cố gắng cười thật nhiều để mọi người lúc mà nhìn cô đứng hình mình đang vui vẻ, không bị nhăn nhó nha. Rồi, ok mọi người ơi, bình thường lại chưa nào? Chắc mạng MB á, cô em bình thường. Ừ, ok, chắc mạng các bạn đúng không? Rồi, ok, vậy nếu mà mặc mọi người thì cô sẽ cố gắng nói tiếp nhé. Đó, vậy là vừa xong cô trò mình, vừa xong cái chức năng của hai chức năng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhá. Ok, uống nước đi cô, ấm áp dã man luôn ý thu ạ. Ok rồi, thì bây giờ cô trò mình sẽ đi ngay đến phần đó chính là gì nhỉ, cái công thức của nó nhé. Công thức của nó này, she has been typing, và để ý cô này, đó chính là những cái gì có verb anh ý thì thường sẽ có to be đằng trước nó. Ok, vào đây thế này, nhưng mà tuy nhiên này, vì rằng là cái verb của cô là to be này, đấy nó đang đứng sau cái have đó, chứ nào có has nữa, chính vì thế nó phải cũng phải chia, đó chính là verb của phân từ, cái to be của phân từ này là been. Ok, vậy nhớ nhá, một cái lưu ý nhỏ nhỏ này, đó chính là mình thêm cho cô là cái dạng khẳng định của thì này nhá, thế là chủ ngữ này cộng với have hoặc has cộng với been và cộng với been các bạn nhá. Đó, còn nó thể phủ định thì mình sẽ có chủ ngữ này cộng haven và hasn't cộng been cộng verb been. Rồi tiếp theo mình sẽ có câu nghi vấn là gì đây, have và has cộng chủ ngữ này cộng been, vẫn là phải có been đâu cô nhá, đừng quên cái been này của cô nha. Đó, và cộng verb been này cộng object. Ok, và câu có từ để hỏi thì rất đơn thuần thôi, thêm cái từ để hỏi ngay trước cái câu giống khoảng phụ để nghi vấn là được nhá. WH question này, WH word này, đó cộng với have và has cộng với cả chủ ngữ này cộng với been cộng verb been và cộng object. À, đơn giản vậy thôi nhá. Rồi, và has dĩ nhiên rồi, đi với cả he, she, it và danh từ số ít. Ok, còn đâu have đi với cả là gì đấy, I, you, we, they và danh từ số nhiều. Đó, ok, sẽ siêu siêu đơn giản nhá. Ok, cực kỳ đơn giản luôn. Cô Minh Thu á, trong cô là cô Minh Thu á. Bất ngờ vậy. Tôi cũng bị lộn. Trời ơi, giống thế à mọi người. Cô vẫn đang khóc, trời ơi, cô đang khóc à. Rồi ok, trời, cô giờ cô Minh Thu mọi người ơi, giống mặt hay là giống cái gì? Không biết là cô Minh eo cô xinh hơn nhiều. À, đáng yêu thế. Thực ra là cô nào cũng sẽ xinh thôi. Cô nào cũng sẽ nét, gọi là tùy mắt mà, mặt từng mắt từng người thôi. Nhưng mà yeah, cảm ơn dẫn rất nhiều nha. Em vào nhầm live á, Thủy vào nhầm live à? Cô tưởng cô Minh Thu dừng live rồi cơ. À, cô ấy bảo là đang live à? Cam hay cô bị đứng? Không phải là cam cô bị đứng đâu, có thể là do mạng đấy. Có thể là do mạng đấy. Wow, giọng không, giọng cô ấm hơn nhiều. Ha ha ha, thích quá. Giống như khác một cái mặt. Giống như khác một cái mặt này. Các bạn bị làm sao ấy? Chết mất thôi, không quen tí nào. Ok rồi, thôi quay lại một tí nhá, buồn nhiều quá. Ok rồi, chốt lại một cái này, một cái cuối cùng thôi này, đó chính là nhá, dấu hiệu nhận biết của cái thì này cô là thì hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn tiếp diễn ý, đó chính là since, cộng mốc thời gian. Ok, she has been typing this email since 2 a.m. Ok, cô ấy đã bắt đầu cái type cái email này, đã gõ email này từ lúc 2 giờ sáng rồi. Ok chưa, là since nhá, cộng mốc thời gian. Ok, cứ nhìn từ since này suy ra hoặc là nó là hiện tại tiếp diễn, hoàn thành tiếp diễn nhá, hoặc là nó là hiện tại thành thôi. Ok, tiếp theo mình có từ for là một khoảng thời gian, cộng khoảng gian nhé. Đó chính là they have been listening to the radio for 3 hours. Ok, họ đã nghe cái radio này 3 tiếng rồi. Ok, for 3 hours nhé. Vậy thì tóm lại này, since là mốc thời gian. Ok, ví dụ cô nói là 2 hours ago.
thì mình sẽ có là since 2 hours ago. Nhưng nếu cô nói là 2 hours không thôi nhá. Đó, 2 tiếng ý, đó khoảng thời gian là 2 tiếng ý. Đấy, thì mình dùng là for 2 hours, đơn thuần thôi nhá. For 2 hours. Ok. Rồi, và đó chính là all cộng với thời gian they have been working in the field morning. Ok. Họ đã làm việc ở trên cánh đồng cả buổi sáng rồi nhá. Ok, biết. Và yên tâm rằng nếu bạn nào chưa biết thì cô sẽ vẫn share cho mọi người ở trên phần handout của cô nhá. Ok, ghi vào cô nha. Rồi, ok. Yeah, vậy chúng mình đã xong 4 thì hiện tại có thể sẽ xuất hiện ở trong đề thi đại học rồi mọi người ạ. Ok, nó sẽ tưởng là khá là dễ đúng không? Nhưng mà có những cái detail rất là nhỏ mà chúng mình cần chú ý nữa. Tại vì nó có sự khác biệt riêng biệt cũng như là sự khác, sử dụng cũng như là hiện tại tiếp theo này đó, lại có cái cách sử dụng na ná với cả tương lai gần đúng không đó. Nên cái sự sử dụng như vậy chúng ta có thể là đôi lúc mình quên mất, nó hơi nhỏ đó, nhưng mà trong đề thi thì sẽ vẫn có. Nên là mình chính vì thế ngày hôm nay cô xuất hiện ở đây là mọi người lại để làm rõ cái điều nhỏ nhỏ đó cho mọi người. Ok chưa? Nha. Nên mọi người nhớ là ghi chép thật kỹ này, cũng như là theo dõi cái bài nhỉ, cái handout cô sẽ gửi cho mọi người nha. Và ở trong mỗi handout ấy thì cô đều có cái link Zoom để chúng mình tham gia vào chủ nhật đó, đều có link Zoom hết rồi. Nhưng cô sẽ kiểm tra lên bạn nào mà còn hỏi là cô link Zoom ở đâu, cô biết ngay là bạn ấy chưa nhận được handout của cô nhá, vì handout nào cũng đính cái link Zoom rồi nhá. Ok chưa? Nên nhớ ghi nhìn thật kỹ, đọc thật kỹ cho cô nha, ở phần trên ấy. Rồi, ok. Wow, mọi người ơi, hôm nay cô trò mình rất rất thành xong được cái làm gì nhỉ, cái bốn cái thì rồi nhá. Lại đúng hình người à? Ok rồi nha. Yeah. Ok, vậy ngày hôm nay mọi người học thì thế nào rồi? Có ổn không mọi người ơi? Có phần nào có muốn câu hỏi nữa không? Hay mọi người có muốn câu hỏi hay là muốn cô ghi rõ hơn ở phần handout không mọi người ơi? Alo alo mọi người ơi, có phần nào muốn cô ấy không? Có muốn cô làm thêm gì không nào? Cứ hỏi cô đi nhá, thoải mái nhá, hay là cảm nhận nữa. Ok, nhấn mạnh kết quả thì thế nào? Kết quả nhá, thì kết quả này thì mình dùng nó chính là hiện tại, kết quả nhá thì mình dùng logo đó chính là hiện tại và này tiếp diễn. Ok chưa? Nhớ. Còn đâu nhấn về kiểu như là quá trình học thì mình sẽ nhấn mạnh về cái record, nghĩa là thời điểm này nhá, các bạn là đến thời điểm này 2021 này thì tôi đã có quá trình giảng dạy là 3 năm rồi, thì cô dùng nó hiện tại hành thôi. Ok chưa? Thì nó là kiểu như là nó kết quả này, kết quả thời điểm này cô rất là giỏi rồi. Đó, kết quả thời điểm ngay bây giờ thì cô đã gọi chung là cô đã có là 3 năm rồi nhá. Liên tục như vậy thì mình dùng một cô là hiện tại thành tiếp diễn thôi. Ok. Rồi, chúc Thiểm ăn ngủ ngon nhá. Ok, ổn lắm. Rồi, wow, đáng yêu quá. Có mọi người hôm nay có muốn góp ý thêm gì không này, hay là muốn chia sẻ với cô không này, cứ chia sẻ với cô nhá. Và hôm nào cô trò mình phải hẹn nhau bún đậu mắm tôm mọi người ạ. À, cô đam mê bún đậu mắm tôm lắm. Bye bye mọi người. Nhân ở đâu ạ? À? Cô sẽ gửi ở trong phần Zoom nhá. Đó. Chúc em ngủ ngon với anh này. Ngô cường. Chúc gì mà ác vậy? Ok. Chúc Trần Nguyên ngủ ngon nha. Nhìn học nhìn cô là chủ yếu. Trời ơi. Người ta phải chăm chỉ học chứ. Buổi live tuyệt vời. Thanh Kim Ngọc Hân nhá. Ngọc Huy ạ, thật ra là mỗi người có những điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng bản thân cô riêng cái điểm yếu to nhất là cô là không biết hát. Không biết hát một tí nào luôn ý. Quỳnh Như này, có một câu chuyện nhỏ nhỏ nếu bạn nào ở lại thì ngày xưa cô tuy rằng là nếu mọi người nhìn theo dõi livestream của cô mới buổi hôm nay thấy rằng cô là một người khá nhiệt tình đúng không? Thế là ngày xưa cô đi học thì cô học hát, nhưng mà đến lúc mà gì nhở, cô hát nhưng mà hát to quá, thế là ngồi bàn đầu nữa. Xong rồi sao cô giáo đang đàn dở, cô phải dừng lại, cô chỉ mặt cô mọi người ạ. Cô giáo chỉ mặt cô bảo là chị biết rằng là tại chị mà cả lớp hát sai theo không. Trời ơi, đó là một cú sốc cuộc đời năm học cấp 1 của cô mọi người ạ. Nên là cô mong là mọi người yêu cầu gì cũng được, mình yêu cầu với cô hát mọi người nha. Đấy, thì nó có những điểm yếu như vậy và có những cái gọi là cái hố đen tâm lý như vậy ngày xưa từ hồi bé rồi. Nên mọi người nhớ rằng là gì nhỉ? Yeah, có những cái chữ điểm khác nhau như vậy nên mọi người nhá. Ok, không nói nhiều nữa, vậy chúc mọi người ngủ ngon nha. Hai chữ bún đậu. Ừ nhở, ý hay mọi người ạ. Chấn động luôn á. Hôm nào có livestream bún đậu thì nhớ là tham gia vào xong ơi, vào trong người nhá. Ôi trời ơi, em sốc. Ồ, cô ấy chỉ thằng mặt cô này, chỉ tại chị mà cả lớp hát sai theo. Oh my god. Đau lòng. Dạ em hiểu mà. Ok rồi, tạm biệt mọi người, kể khổ thế thôi nhá. Bye mọi người, hẹn mọi người vào thứ hai tuần sau nhá. Chúng mình sẽ luyện tập kỹ hơn thì này mà áp dụng thẳng vào đề thi luôn nhá. Ok, bye bye. See you on Monday guys. Ok, good night. Bye bye Thu nhá. Bye bye Lê An này, Huy này, Thanh Thảo này, Duẫn này. Bye bye mọi người nhá. Bye bye Như Minh nha. Bye bye. Ừ, lớp cấp 1 đấy. Bye bye. Bye bye.